Tía, quá trời cuộc gọi nhỡ luôn tía. Chị Phụng gọi. Con Phụng gọi hả? Dạ. Vậy là cá đã cắn câu rồi. Tía nói rồi mà, tía chơi cái chiêu này á, chắc chắn là nó phải gọi thôi. Bị nó còn thương thằng Đặng. Nó còn thương dữ lắm. Tía hay quá trời luôn tía. Tía ơi tía, tía dừng thế to nhỏ chuyện gì vậy tía? Thằng quỷ này sao nó xuất hiện như ma vậy? Tía, ủa, con thấy tía giấu gì trong túi vậy? Giấu cái gì? Thằng quỷ này. Dạ, dạ sao tía? Nước trà để thiêu uống vô đau bụng chết. Đưa tía vô trong. Đau bụng quá. Đưa tía vô trong. Em đưa tía vô trong. Đau bụng quá. Tía. Ây da. Cẩn thận tía ơi. Tía. Tía lén lút hả? Tía với thằng Thế mờ mờ ám ám chuyện gì vậy ta? Chắc là không thấy đâu tía ơi, không thấy đâu. Tía muốn rớt tim ra ngoài. Rồi con tưởng là ông thấy không đó tía. Mà cả cắn câu rồi, bước tiếp theo mình làm gì nữa tía? Lấy cái điện thoại này, nhắn tin cho con Phụng. Giả bộ như là thằng Đặng nhắn vậy đó. Công nhận là tía hay thiệt. Má ơi, con về rồi đây. Ai vậy? Hết hồn à? Thôi, con tưởng đâu là con tưởng ai đột nhập nhà mình. Đột nhập gì? Ngồi nguy hiểm quá à. Tập dưỡng sinh yoga là phải ngồi trong ghế đàng hoàng. Nhà mình có biết bao nhiêu bộ ghế đẹp không chịu ngồi. Ngồi vậy nó lật lọng cái rồi. Có chuyện gì rồi sao? Xương sống rồi sao? Xương xương rồi. À, định khoe cái sốc vải này phải đúng không? Rồi. Đẹp không? Đẹp con á hả? Cảm ơn má nha, con thích màu hồng lắm nè. Không phải của má. Con Ánh nó mua vải này tặng cho má. Má nói sao? Cái màu này mà nó mua tặng cho má đó hả? Đẹp quá à. Nó biết má thích màu hồng này nè. Trời ơi, má mà mai lên áo má mặc á hả? Tía chồng con á xỉu liền luôn đó. Không có đâu, màu này màu này hợp với má nè. Công nhận mới để lên mặt má hợp dễ sợ luôn á. Mà trẻ dễ sợ luôn à. Mà nó cũng biết lựa ghê ha. Trời ơi, nó hiểu ý tánh má nè. Con biết sao không? Hai đứa nó sắp sửa đến ngày đám cưới, mua sắp giải này nè cho má ha. Hai vợ chồng con mừng cái gì thì mừng. Ủa gì vậy? Dạ có người gửi cho con đó má. Mở ra coi gì vậy? Dạ thôi. Dạ bí mật. Con không có quà nữa hả? Dạ. Vậy nè. Mà chắc má không biết ai gửi cho con đâu. Vậy thôi má tò mò làm chi? À, thì thôi con cũng đâu có nói đâu. Con có kể má cũng đâu biết ai đâu. Thì con phải kể thì má mới biết chứ. Thôi con nè, thích cái vụ này không, nè. Không không, ngày nay cái dặn nè. Sắp sửa đám cưới hai đứa nó. Dạ. Hai đứa bay mừng cái gì thì mừng, cũng phải để ngày đó dự đám cưới cho em nó vui ha. Thôi để tính sao đi má. Ủa sao vậy? Con đi lên à. Mở ra coi. Nếu mà cái áo dài màu hồng nè, coi hai má con mình hai có dài màu hồng luôn đi đám điện cưới nè anh. Để con coi. À có tin nhắn. Cái gì vậy? Chết rồi má ơi. Má ơi. Gì vậy? Nguy hiểm rồi má ơi. Nguy to rồi. Cái má gì? Ơi. Cái gì? Con đi về quê nha. Má nhà coi nhà con đi về. Mày quê về quê nha. Làm gì? Anh Đặng lỡ. Có chuyện gì? Lỡ mà anh làm chuyện gì dại dột, anh chết là con làm sao sống nổi hả má? Má ơi, anh nhắn tin con nè. Mà nó bị cái gì? Anh má bị cái là gì? Anh bị viêm họng, anh không thể nói chuyện được, cho nên anh nhắn tin cho em. Em ơi, em yêu ơi, anh đang tuyệt vọng. Tuyệt vọng là sắp chết phải không má? Má ơi, con đi. Thôi, đi con đi về đúng quê đi. Không giờ, phải má, chồng của con vậy mà má nói gì kỳ cục vậy? Má bị viêm họng làm sao nó chết được? Bây giờ má với con thu xếp đi về quê rồi xong. Má nói đi, đi, nha. Rồi đi. Sao ta? Má. Ê còn cái hộp này sao? Cái hộp này sao? Để đây của con. Vậy đi. Trời ơi nó làm tôi lính quên cái đã. Nó viêm họng, thêm thẳng từ từ. Trời ơi, có ai đời viêm họng mà chết không trời? Trời ơi đừng nói nữa, nhanh nhanh giùm con rồi, đi. Rồi, thì thay đồ đi liền. Điện thoại tới. Ai gọi? Alo. Tám. Rồi, con biết rồi, thôi chuyện máy. Vô Tám gọi. Alo. Bà hả? Tôi nè. Cái gì? Con Phụng nó đòi về đây hả? Thiệt không? Được rồi, bà cứ cho nó về đây đi. Mọi chuyện tôi lo hết.
Ừa. Rồi rồi rồi, vậy nghe. Sao tía? Bà phụng đồ về hả tía? Nó đòi về rồi. Vì tía con là cao thủ. Cái bao ni lông nè, cột lại. Tía mình đang mượn nha. Nè tía. Tía, ăn mừng nha. Vô. Khóc cái gì mà khóc? Làm can chuyện chi? Làm can chi rồi giờ ngồi khóc? Con sợ quá. Lỡ có chuyện gì con hối hận cả đời luôn. Đó thì mình biết như vậy. Thì thôi mình chiều chồng đi. Mắc mớ gì mà sao lúc nào con cũng phải làm sao con phải thắng hơn thằng chồng con mới chịu. Chịu gì? Cũng tại ảnh không à. Nói đi nói lại mà cũng bên ảnh đó thấy chưa. Tự nhiên cái đòi ly dị con trước chứ bộ. Trời ơi. Đòi ly dị á thì chơi luôn, chịu luôn. Ly dị đi. Trời ơi, vợ chồng chứ đâu phải cái dây đờn đâu. Hãy là đứa này căng quá, cái đứa kia kéo lại rồi căng quá rồi là cái bật rồi xong không có nói lại được luôn. Má đã nói rồi, đàn ông là như vậy đó, coi nó bự con, coi nó hùng hùng hổ hổ vậy đó, giống như là một đứa con nít vậy thôi. Mình á làm vợ là mình phải biết chiều chồng. Đó, mình phải biết nhẫn nhục mới được, mình mới giữ được hạnh phúc. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Không hiểu gì. Phải nhẫn nhục như má gì vậy nè. Mẹ ơi, bà dạy con gái hay quá ha. Bà cụ nhà cô nói đúng đó. Ta nói lạc mềm buộc chặt mà. Đàn bà con gái mà cứ đòi hơn chồng là đàn ông người ta không có chịu đâu. Nhưng mà hả, em mà chịu hả, người ta làm tới rồi sao? Em đâu có ngu đâu mà em chịu. Nói vậy mà cũng nói được à. Thôi nhanh đi, anh nhanh giùm cái đi, vô bờ liền đi. Trời ơi, gió ngược. Thôi, coi vậy đó, nóng ruột rồi, nó muốn về nhà. Để coi chồng sao rồi, vậy đó, mà cứ chuyện kiếm chuyện. Rồi, từ từ. Con đi trước đó nha, rồi. Lỡ mà có chuyện rồi, gì hả? Trời ơi, ân hận suốt đời luôn đó. Cảm ơn nha. Từ từ thôi cô. Má đi sao nha, từ từ đi nha. Cô từ từ không? Từ từ nha má. Rồi. Đây. Con chạy về trước còn sao đó. Con nóng ruột quá đi à. Chết rồi. Bây giờ làm sao? Mình phải báo cho anh Xuân biết để mình ứng biến mới được. Thôi chết cha. Quên đem điện thoại theo rồi. Chết rồi. Anh Đặng. Trời ơi, em về tới nhà mà nói anh không có nhà. Em chạy đi kiếm anh thì ra anh ở đây. Anh có làm sao không vậy? Hả? Tránh xa tôi ra. Anh sao vậy? Anh có làm sao không? Yêu thương tôi quá ha. Sao? Hôm nay tới đây đưa giấy ly hôn đúng không? Anh nói gì vậy? Ly hôn gì ở đây? Anh nói là anh tuyệt vọng, anh muốn chết, cho nên em mới đi kiếm anh. Rồi bây giờ anh nói vậy đó hả? Tôi không rảnh đùa với cô. Ai đùa với anh chứ? Hả? Vậy chứ ai là người nhắn tin cho tôi? Nhắn tin cho cô à? Anh nhắn cho em chứ ai? Số điện thoại của anh nè. Tôi nói cho cô biết nha, điện thoại của tôi á mất mấy bữa nay rồi, làm sao nhắn cô được? Trời ơi, tức quá. Rõ ràng là số điện thoại của anh nhắn cho em mà. Đúng là số điện thoại của tôi. Thì sao? Nhưng mà. Nhưng gì? Người nào lấy điện thoại của tôi nhắn cho cô? Tôi không có rảnh đâu mà nhắn cho cô. Tôi mà biết thằng nào nhắn tin kiểu này á, tôi cho nó một trận đó. Anh bệnh tật như vậy đừng có giỡn với tôi nữa nha. Thằng nào dám nhắn ta? Thằng nào? Số rõ ràng mà còn chối nữa. Thằng Thế Tía. Ông Năm giờ ông tính vụ đất hương quả là sao ông Năm? À, thôi tôi với anh ra ngoài nói chuyện. Con ở đây nghe. Tía, đất hương quả là sao Tía? À, không có gì. Nè anh có thể nói rõ tôi nghe được không? Hôm nay tôi tới đây là để hỏi ông cho rõ ràng. Ông đã nhận cọc của tôi 200 triệu để ông bán đất hương quả của gia đình ông cho tôi. Nhưng vì ông nói gia đình ông có công chuyện nên tôi mới cho thời gian để ông sắp xếp. Thời hạn đặt cọc đã hết. Bây giờ ông muốn bán thì tôi mua. Bằng không, ông phải bồi thường hợp đồng cho tôi. Tía, nhất định không bán tía. Tôi bán.
Tía, con là con trai lớn của gia đình, con quyết định không bán tía. Con quyết định không bán, nhưng tía quyết định bán. Không bán thì tiền đâu lo cho vợ chồng mày? Tía yên tâm đi tía, gia đình mình sẽ chấp nhận bồi thường hợp đồng mà tía. Nha tía. Nếu bồi thường thì bồi thường bao nhiêu? Ông nhận cọc 200 triệu, bây giờ ông phải bồi thường gấp 3 lần. Là 600 triệu á hả? Hả? Đúng. Trời, 600 triệu. 600 triệu tiền đâu bồi thường? Thôi tôi bán tía, cho rồi. Tía bình tĩnh đi tía. Đúng rồi tía, mình quỷ hợp đồng phải đền cho người ta gấp 3 lần đó tía. Nếu như vậy thôi con để cho tía bán đi. Chứ tiền bây đã không có rồi, bây giờ hợp đồng rồi đền tiền đâu rồi lấy ra rồi. Tía, con quyết định bán cái nhà ở trên thành phố, lấy tiền đền hợp đồng cho họ nha. Đâu phải một mình con quyết định được đâu. Tía cứ yên tâm đi, con sẽ bàn với vợ con, rồi mình thống nhất là không có bán đất. Anh yên tâm đi. Thật sự là tía của tôi cũng lo cho tôi, cho nên mới túng thiếu như vậy. Tôi hứa với anh, sau khi bán cái nhà ở thành phố xong, tôi sẽ bù hợp đồng cho anh. Tôi sẽ thông cảm cho gia đình ông, nhưng mà ông nói phải giữ lời đó nha. Dạ, cảm ơn anh. Thôi, tôi chào cả nhà. Để bán trớt cho con ơi. Mày lo riết mày khổ quá. Tía yên tâm, sau khi con bán nhà thành phố, con cũng có một số vốn để lo cho thằng Quốc làm ăn nữa. Vô Tâm, đừng có lo. Dạ. Con Phụng á, nó cũng đã đồng ý bán rồi. Cái gì? Hồi nãy giờ bà ở đâu bà nghe hết trơn vậy? Nghe chứ, đứng ngoài nghe mà thấy không dám bước vô, sợ mười sốc. Tía, giờ con đồng ý bán rồi tía. Tía đừng có lo nghe tía. Bây giờ con Phụng nó có đồng ý bán, tôi cũng thấy lo. Lo gì nữa? Lo gì tía? Thì lo là lỡ mà tụi nó ly dị á, là giống như là con Phụng chia của rồi. Tía yên tâm đi, không sao đâu tía. Ông nói gì vậy? Trời đất quỷ thần ơi, bộ nghĩ con gái tôi vậy hả? Thì tôi cũng phải nghĩ sâu sâu một chút chứ. Nhiều khi con gái thì giống gái mẹ nó. Ủa tôi vậy hồi nào? Tôi chồng tôi chết mà. Không, bị lẹo lử thôi. Nhưng mà mình vẫn phải phòng hờ cái xa chứ. Xa gì mà tính gì xa xôi dữ vậy? Anh xin lỗi, hôm bữa anh nóng tính. Anh nóng tính cũng đã nhiều lần rồi, đâu phải lần đầu đâu. Vậy thì cho anh xin lỗi nhiều lần. Nhiều lần rồi. Nếu như mà nói lại những cái lời xin lỗi của anh á, thì chắc nó dài hơn cả cái dòng sông này nữa kìa. Em nói quá. Anh rất là vui khi em quyết định bán căn nhà. Tôi làm như vậy không phải vì tía đâu, mà vì thằng Quốc nữa. Anh biết. Phụng à, anh đã ký ủy quyền toàn bộ cổ phần ở công ty cho em quản lý. Em toàn quyền quyết định, em muốn làm gì làm đi. Anh nói vậy là sao? Anh nghĩ là tôi mê tài sản hả? Toàn quyền quyết định là sao? Ý anh muốn gì? Phụng à, em đừng có nhìn anh giận dữ như vậy. Anh chỉ muốn làm một chuyện cuối cùng với em thôi. Chuyện cuối cùng là sao? Lại anh muốn ly dị hả? Anh chỉ muốn làm tới cùng. Một lời hứa với em. Anh hứa cái gì? Nói đi. Phụng, em có còn nhớ hồi xưa em chỉ là một cô gái nhà quê. Anh đã từng nói, nếu em chịu làm vợ của anh sẽ biến em thành một cô gái sang trọng quý phái, rất nhiều cô gái khác phải ganh tị. Anh còn nhớ lời hứa đó hả? Anh nhớ chứ. Chẳng hiểu sao bây giờ anh thích nhớ lại chuyện hồi xưa. Chắc có lẽ bây giờ là anh giống tí vậy đó. Phụng à, anh thấy mình bây giờ như vậy sẽ cản trở cuộc đời của em. Anh không muốn phá tan giấc mộng của em mà em khó khăn lắm mới làm nên được.
Anh có biết điều em cần nhất hiện giờ là gì không? Hạnh phúc. Em cứ làm đi, em cứ tìm đi, anh sẽ không cản trở đâu. Em tự quyết định đi. Được rồi, nếu như mà anh muốn tôi quyết định thì tôi sẽ làm theo ý của tôi. Em tự làm theo ý em đi. Chiều nay tôi phải về liền, tôi còn nhiều chuyện phải lo lắm. Em về sớm đi, để lo chuyện của em. Con, ngồi xuống đây. Giờ con tính làm sao? Con đi về trước nha. Má muốn thì má lại chơi ít ngày rồi má về sau. Chuyện nhà cửa con sao? Thì bây giờ thằng Đặng nó đã về đây rồi, thì con cũng phải về đây chứ, đúng không? Anh Đặng thì bây giờ anh về đây anh ở rồi, yên ổn rồi. Con về trễ con lo một số việc nữa. Vậy là coi như con đồng ý với má biểu đúng không? Ừ cái đi chứ gì đâu mà chồng ở đâu vợ ở đó. Thôi chuyện này để nói sau đi má. Con chạy cho kịp chuyến xe. Giờ con đau đầu lắm, con không nói chuyện này đâu. Thôi con đi đó má. Dũng, chị Phụng vẫn chưa quyết định hả Dũng? Con này nó cứng đầu lắm. Chuyện là phải như vậy thôi. Mà nó cũng... đó, kêu bằng là khí khái đó. Trước sau gì cũng phải vậy thôi. Về ở thôi. Dũ, Dũ phải cho chị thời gian suy nghĩ chứ. Tao có cấm nó đâu. Wow, cánh đồng nhà mình bây giờ đã gặt xong hết rồi ngoại ha. Con thấy không, mênh mông bát ngát. Con thấy không? Dạ. Đẹp quá. À ngoại à, con có việc này muốn thưa với ngoại á. À. Dạ, sắp tới á, con muốn mở một cái quán ăn chuyên phục vụ khách du lịch nước ngoài về quê mình nước ngoài. Thiệt không? Dạ thiệt. Như vậy là con muốn ở lại dạ, quê mình ở hả? Ở quê mình nước ngoài. Muốn ở đây hả? Dạ. Ngoại biết không, bây giờ ẩm thực du lịch kết hợp với lại tham quan thắng cảnh du lịch vùng miền ở quê mình như vậy đó, rất là hút khách nha ngoại. Đó. À. Con sẽ cho khách du lịch nước ngoài à kết hợp với lại bà con ở xã mình, coi như là họ sẽ hòa nhập vô cuộc sống của bà con xã mình. À. Đó ngoại hiểu không? Họ sẽ về đây nè, rồi họ sẽ gặt lúa nè, họ sẽ tát đìa nè, họ sẽ bắt cá, bắt tôm, bắt cua nè. Đó, sau đó đó, cái họ dùng cái sản phẩm đó nha, họ chế biến những cái đặc sản ở quê mình. Đúng đó con. Được đó con, trời nghe con nói sao mà ngoại thấy ngoại nôn nao quá. Không lẽ đâu ngoại nói thôi làm liền đi. Nếu mà con cần gì đó ngoại giúp là ngoại giúp liền luôn. Dạ, ngoại hứa nha ngoại. Ngoại hứa. Ngoại, thí dụ mà sau này một thời gian nữa đó, à, cái mô hình của con nó phát triển đó, con có một số vốn nữa, con sẽ dùng cái số vốn đó nha, con sẽ đầu tư thêm xe ngựa nè. Đó, cái mình dùng xe ngựa, mình chở khách du lịch cũng như là khách nước ngoài đi lòng vòng vòng ở quê mình nè. À. Ngoại thấy không? Để hạn chế những cái phương tiện giống như là xe cơ giới, rồi mấy cái xe ô tô, rồi những cái xe máy đó ngoại, cho nó đỡ ô nhiễm đúng quê rồi mình. Cái đó người ta kêu mình phục vụ từ A tới Z luôn á, đúng, đúng rồi không? Đó ngoại. Ừ. Toàn là đặc sản không đó. À, nhắc đặc sản mới nhớ. Sao? Phải có các tiết mục đờn ca tài tử gì đó. Được. Đó, ca nhạc văn nghệ cải lương phải đúng chất là miền Tây luôn. Được. Để cho khách nước ngoài người ta biết. Cái đó là ngoại sẽ huy động ngoại xin ngoại mừng được đó. Hôm bữa con có bàn ký định của con cho ông nội á. À. Ông nội hứa với con á nha, là ông nội sẽ là hỗ trợ hết mình nè. Ông nội sẽ tuy ông nội không có tiền, nhưng mà ông nội sẽ cho con một miếng đất để con mở quán. Ồ thiệt hả? Thiệt chứ, ông nội hứa với con rồi đó. Hay quá. Ông này con bộ cũng gan dữ ha. Ông vậy thì ngoại có gì ngoại cho con hết luôn á. Ngoại thôi, không có tiếc. Thôi ngoại có tấm lòng cho con là được rồi. Xin lỗi con ạ. Bây giờ con cần gì là ngoại ủng hộ con hết mình luôn. Dạ. Con cảm ơn ngoại nhiều. Đi đi. Mình đi ngoại. Đi. Chị đã quyết định bán căn nhà. Bây giờ con tính bán toàn bộ cổ phần ở công ty này thật sao? Tôi không thể tin được.
chồng với con trai của tôi không muốn giữ công ty này nữa, thì tôi cũng không tha thiết giữ nó để làm gì nữa anh à. Nhưng chuyện chị quyết định bán cổ phần thì phải được sự đồng ý của anh Đặng. Anh yên tâm đi, chồng tôi đã ký đây tất cả giấy tờ ủy quyền cho tôi hết rồi. Anh hãy giúp tôi về mặt pháp lý, tất cả mình phải tiến hành một cách bí mật nhanh, bởi vì tôi không muốn tất cả nhân viên bị xáo trộn, cũng như là việc kinh doanh của công ty. Ừ, tôi hiểu. Việc thay đổi cổ phần ở công ty về mặt pháp lý thì không có gì quá phức tạp. Theo tôi thấy thì nếu công ty thành lập chưa được 3 năm thì việc chuyển nhượng cổ phần phải được sự đồng ý của các cổ đông còn lại thì mới tiến hành được. Còn như công ty này thì đã được thành lập mười mấy năm rồi, cho nên việc chuyển nhượng cổ phần của anh chị thì không cần sự đồng ý của các cổ đông kia đâu, mà anh chị có thể toàn quyền quyết định. Vậy thì tốt quá rồi. Dạ. Và với lại tôi cũng đã tìm được người mua hết toàn bộ cổ phần rồi. Chúng tôi thỏa thuận với họ một vài điều nữa thôi. Nếu như mà không có phát sinh những gì mà bất trắc á, thì chúng ta sẽ tiến hành nhanh thôi phải không luật sư? Chị cứ yên tâm, tôi sẽ hoàn thành mọi thủ tục sớm nhất cho chị. Nhưng thật sự tôi thấy tiếc khi anh chị từ bỏ công ty. Thực ra thì công ty này hai vợ chồng tôi thành lập nó từ bàn tay trắng. Tôi biết là chồng tôi yêu quý cái công ty này như là gia đình của chúng tôi vậy. Nhưng mà bây giờ chồng tôi bị tai nạn như vậy, phải từ bỏ hết tất cả, chúng tôi rất là đau lòng luật sư à. Nhưng mà không còn cách nào hết, bởi vì anh ấy không điều hành được nữa. Bản thân tôi thì cũng không đủ sức để làm điều này, cho nên buộc phải bán hết thôi. Tôi đã hiểu, tôi sẽ cố gắng giải quyết ổn thỏa tất cả thủ tục pháp lý cho anh chị. Cảm ơn luật sư. Thôi, tôi xin phép chị. Cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu như có chuyện gì cần gấp thì chị cứ điện cho tôi nha. Dạ. Cảm ơn chị. Phụng. Chào, chào anh. Anh Minh ngồi đi. Ủa, có chuyện gì mà Phụng phải làm việc với luật sư vậy? Tôi cũng tính gặp anh để bàn một chuyện quan trọng với anh đây. Chuyện gì vậy Phụng? Chẳng lẽ Phụng đã có câu trả lời dành cho tôi rồi sao? Vũ, Vũ có thích đi du lịch không Vũ? Đi du lịch hả? Dạ. Chàng ơi, ai là không mê chứ. Mà từ đó giờ đâu có đi cái chỗ nào mà xa khỏi cái quê mình đâu. Xa nhất là Sài Gòn thôi. Nhưng mà thôi, đi đâu cũng kém lắm. Vậy sau này á, con làm có tiền á, con sẽ dẫn Vũ đi du lịch khắp nơi luôn. Nhớ nha. Dạ. Hứa rồi đó nha. Là dẫn tôi đi nơi cái nơi nào mà tôi thích nhất á nha. Còn uy tín với Vũ luôn. Thôi, nói vậy thôi, chứ có tiền để dành đi. Lo cho bay á, chứ lo chi cho Vũ. Bây giờ Vũ chỉ có một ước nguyện mà lớn nhất thôi. Vũ có ước nguyện gì vậy? Nói mà có làm được không? Vũ nói đi, nhất định con sẽ làm được. Thiệt không? Dạ. Bây giờ lấy chồng. Chồng đi. Vũ lấy chồng rồi. À, chuyện đó hả Vũ? Đang chuẩn bị mà Vũ. Tụi con cũng đang gom tiền nè. Không lo. Chờ khi nào thằng Quốc á, nó mở cái nhà hàng xong rồi cái Vũ với ông Xui nha, làm một cái đám cưới hoành tráng, lớn thiệt là lớn, ở nhà hàng Quốc cho hai đứa bay nha. Thôi Vũ, con không cần hoành tráng vậy đâu, bình dân là được rồi. Thôi, thích hoành tráng, thích lớn.
thích vui thiệt là vui, cái gì cũng to thiệt là to. Cái nhà hàng thằng Quốc gần xong rồi, tía thấy tía cũng vui ghê. Trời, mấy bữa nay nè tía, con cũng trộn rộn phụng Quốc để lo cho xong cái nhà hàng này tía. Trời tía, sao con nôn nao quá tía ơi, nôn nao tới ngày khai trương quá à. Con mong là được giới thiệu cái món bún mắm lẩu mắm của con cho mọi người biết tới quá tía. Nôn nao cái gì, chừng nào tới sẽ tới thôi. Con này nó giống y như vú tám nó vậy đó. Bà đó, bà cũng nôn nao dữ lắm. Bà nôn nao bà giới thiệu cái món bánh xèo của bà đó. Vậy như tía, con thấy nhà hàng Quốc mà hả, gia đình mình á ai cũng phụ giúp một tay, chắc chắn nhà hàng mà khi mở ra hả, nổi tiếng khắp vùng mình luôn đó. Số 1 đó tía. Tía cũng hy vọng vậy. Thiệt, bây giờ khi nghe hàng Quốc nó kể, tía nằm mơ tía còn giật mình á. Sao tía? Chuyện gì ghê gì tía? Trời ơi, tụi bay không có biết đâu, giờ bay là người trong nhà tía mới kể bay nghe. Thằng Quốc nó kể đó, có một thời gian á hả, nó hư lắm. Nó ăn chơi đàn đúm rồi quýnh bài quýnh bạc hút sách. Vậy luôn á? Đủ các thứ đó. Trời đất ơi, trời, cái này là giống con nè tía. Có gì mà tự hào. Rồi á, cha mẹ nó mới cắt viện trợ, không có cho tiền nó nữa. Rồi nó mới hết tiền, nó mới đi săn sơ sắc sở đó. Rồi đói bụng quá rồi mới nằm ngủ ngoài đường đó, mới gặp một người vô gia cư. Người ta thấy hoàn cảnh của nó vậy á, cho nó có nửa ổ bánh mì thôi. Cái tự nhiên á, nó sực nhớ cái lời của nội. Á, lời của nội hay dạy nó hồi xưa. Tía nói gì tía? Hồi đó là tía dạy á, là vậy nè, cuộc đời của mình á, y như là chiếc xuồng vậy đó. Á, mà mình á, phải vượt qua bao nhiêu cái sóng gió. Nếu mà mình bị ngã tay chèo mà mình buông xuôi luôn á, thì con thuyền nó sẽ gặp rất là nhiều cái trở ngại. Còn mình cứ vững tay chèo, mình lèo lái nó, mình chèo chống nó, thì chắc chắn là những cái trở ngại đó sẽ vượt qua hết. Đó, nó nghe vậy đó mà nó mừng lại cuộc đời. Rồi cái nó mới đi mừng bếp phụ cho người ta, nó chạy bàn nè, rồi nó đi vô nó phụ bếp cho nhà hàng Việt Nam ở bển á. Vậy rồi cũng may nó gặp cái con én đó, con gì đó, Eli. Thật cái con én mẹ nó cho nó khỏe, nó gặp con đó đó, rồi con đó mới là động lực cho nó, động viên nó đó, rồi nó mới nên người ngày bữa nay luôn đó, rồi hai đứa nó mới cặp nhau về bên này giờ mà ăn đó chứ. Thấy chưa? Gì? Người ta nhỏ mà người ta hả, chưa gì làm ăn này kia, mở nhà hàng này kia. Anh đó hả, lớn rồi mà không có được xíu như thằng Quốc nữa. Nè, tại vì Quốc á, phía sau nó có cái chỗ dựa tinh thần là Eli. Thử coi, tôi có chỗ dựa tinh thần giống như là Quốc đi. Trời ơi, tôi hả, mở 10 cái nhà hàng luôn á. Đúng không tía? Thằng, ăn cháo đái bát. Đây nè, tao bộ không phải chỗ dựa tinh thần cho mày hả? Nhưng mà, con... Im. À, tao biết rồi. Cần thêm nữa. Được, con cứ làm chỗ dựa tinh thần cho nó đi. Để coi thử coi nó có phát triển được không. Tí chấm mắt lên tí chờ. Đứa nào thành công tí cũng vui hết trơn. Phụng à, tại sao Phụng lại bán hết cổ phần của công ty? Tại sao Phụng lại không chọn cuộc sống cho riêng Phụng chứ? Có chứ, tôi cũng đã làm như những lời anh nói. Và tôi cũng đặt bàn cân trước mặt của tôi. Đầu bên đây á là chồng tôi, con trai tôi, má tôi và quê hương của tôi. Còn đầu bên kia là tôi. Mà sao tôi thấy phía bên tôi nó nhẹ tênh. Tôi nghĩ rằng sống với anh ấy bao nhiêu năm qua rồi, tôi hiểu tình nghĩa vợ chồng luôn gắn chặt với nhau như một sợi dây,
không thể nào mà chúng tôi rời xa nhau được. Cho nên tôi nghĩ bây giờ tôi không sống cho tôi nữa. Cuộc đời của tôi đó là những người thương yêu nhất của tôi, là gia đình, là chồng tôi, con tôi. Đó mới là cuộc sống thật sự của tôi. Nhưng Phụng có chắc rằng cái điều thực sự Phụng mong muốn là điều đó hay không? Chắc chắn là như vậy. Tôi biết là cuộc sống của vợ chồng chúng tôi cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà chúng tôi đã sống với nhau hơn 20 năm. Tôi nghĩ nó có một sự vô hình nào đó, như là một sợi dây thắt chặt tình nghĩa vợ chồng của chúng tôi. Tôi không thể nào bỏ mặc anh ấy một mình được. Phụng đừng có nói nữa. Tôi đã hiểu rồi. Thì ra từ trước đến giờ tôi chỉ là người đến sau thôi. Phụng à, thật sự tôi xin lỗi Phụng nha. Vì thời gian vừa qua tôi đã làm cho Phụng phải khó xử. Anh Minh à, anh đừng như vậy. Phải nói là tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Bởi vì anh mới là người thật sự giúp cho tôi rất nhiều, rất nhiều. Nhưng mà dù gì, quyết định gì của Phụng đi chăng nữa thì cũng đâu cần phải nhất thiết Phụng phải bán hết cổ phần của công ty. Công ty là do tâm huyết của Phụng và Đặng mà. Thực ra thì anh ấy cũng đã muốn từ bỏ lâu rồi. Cho nên muốn giữ lại cũng vô nghĩa thôi anh à. Điều quan trọng bây giờ là tôi muốn dành hết thời gian tâm huyết của mình cho gia đình của tôi. Nếu nói như vậy, Phụng quyết định về quê à? Phải đó anh Minh. Tôi đã quyết định rồi. Là khi giải quyết hết tất cả cổ phần ở công ty thì tôi sẽ về quê cùng với gia đình. Bây giờ thời gian tôi chỉ biết dành cho chồng và con thôi. À, với lại thằng Quốc bây giờ nó mở nhà hàng ở dưới quê đó. Cho nên tôi cũng có việc làm với thằng Quốc con trai tôi. Tôi sẽ phụ nó ở trong nhà hàng. Tôi hy vọng là quyết định của tôi không làm cho anh Minh buồn. Tôi không sao đâu. Chúc Phụng được hạnh phúc. Mình đi thôi. Kết cuộc của cuộc đời mày là như thế này sao Minh? Mày đã ôm một cuộc tình không hề có thật và ôm nó trong suốt 20 mấy năm trời, để đến phía dốc bên kia của cuộc đời mà mày vẫn không hề thấy hề hứng gì sao? Cái thằng điên, cái thằng thất bại thảm hại mà mày vẫn chưa chịu tỉnh ngộ ra sao? Bây giờ mày vẫn ôm cái tình yêu vô vọng đó tới chừng nào nữa hả Minh? Mày đúng là cái thằng đầu đất đáng thương mà. Phải biết quên mới sống tiếp được chứ. Alo, ngoại hả? Mấy nay bà bận nhiều chuyện lắm, bà không nói chuyện với con được. Bà muốn nói cái vụ nhà hàng đó. Dạ, ngoại về quê chắc vui lắm hả ngoại? Vui. Nè, mà sao con không về quê chung với Hồng Quốc? Trời ơi, con không biết nữa ngoại ơi. Ảnh á, giao cái nhà hàng này cho con rồi đi đâu mất tiêu à. Thì à, nó cũng lo
mở cái nhà hàng ở dưới mình nè. Trời, dễ thương lắm, hoành tráng lắm. Cái gì? Ngoại bảo là anh mở nhà hàng ở dưới quê hả ngoại? Ờ. Ủa vậy chứ nó không nói với con à? Ảnh đâu có nói gì con biết đâu ngoại. Thằng này, kỹ ta, mở nhà hàng mà không nói với con nhỏ làm sao ta? Nè, mà nó lên Sài Gòn để gặp con đó, chắc cũng sắp tới nơi rồi đó. Kỳ này nó lên á là nó sẽ nói với con đó. Em Lily, bồ, con đang giận quá hả? Bồ, con khóc hả? Ngoại ơi, sao anh đối xử với con như vậy chứ ngoại? Ellie, nghe ngoại nói nè, chắc có lẽ là nó chưa kịp nói với con thôi, hay là nó muốn giữ bí mật để gây bất ngờ với con đó mà. Con cúp máy nha ngoại. Ellie. Sao ta? Sao ông Quốc nó giấu Ellie? Tội nghiệp nhỏ không? Buồn khóc nè. Ellie. Đồ tội. Ellie. Bỏ ra. Có chuyện gì vậy? Anh còn hỏi nữa sao? Tôi tưởng anh là người tôi tin được, thì ra anh cũng chỉ là đồ tội. Nhưng mà là có chuyện gì? Em phải kể đầu đuôi câu chuyện cho anh biết chứ. Tôi hỏi anh, sao anh giấu tôi chuyện anh mở nhà hàng dưới quê hả? Anh đang muốn tách ra phải không? Thì ra là chuyện đó. Thì bữa nay anh gặp em, anh muốn kể cho em nghe chuyện đó nè. Sao em lại nói nóng với anh vậy?
Dạ con nghe nè ngoại. Nè, tại sao lại giấu con Eo Ly cái chuyện mở nhà hàng? Dạ con nói chuyện đó với Eo Ly rồi mà ngoại. Nói rồi mà tại sao nhỏ nó không biết làm sao? Dạ thì bây giờ con đi kiếm con Eo Ly, xong rồi con nói tất cả mọi chuyện cho nó biết, nghe chưa? Mà cô đang sốc dữ lắm. Kiếm nó đi, nó đâu rồi? Dạ chắc giờ này cô đang ở khách sạn đó ngoại. Cái gì? Sao con đối xử với Eo Ly vậy hả Quốc? Trời ơi ngoại ơi, cái chuyện mở nhà hàng là chuyện làm ăn mà ngoại. Cô thấy con với Eo Ly tách ra như vậy là quá hợp lý rồi, còn cái gì nữa? Mà cô thấy có cái gì đâu mà sao ngoại với Eo Ly lúc nào cũng làm quan trọng quá vấn đề lên hết vậy? Con không hiểu nổi luôn á. Con sống rạch rồi vậy sao? Bộ con nghĩ là nó chỉ muốn là kinh doanh với con vậy thôi sao? Trời ơi ngoại ơi, sao sao ngoại với Eo Ly nói chuyện giống nhau y hệt luôn đó. Con ơi con, sao con không hiểu? Con bé Eo Ly là theo con về đây là muốn lập nghiệp. Ý định của nó rất là đàng hoàng. Tình cảm nó dành cho con là chân thật. Trời ơi trời, nó muốn xây dựng hạnh phúc tương lai với con. Con, bộ con chỉ muốn chơi đùa với nó thôi hay sao? Dạ con. Con nè, mau lên tìm con Eo Ly về cho ngoại. Dạ con hiểu rồi. Dạ con chào ngoại. Tại sao anh lại quyết định như vậy? Phụng nói gì tôi không hiểu. Có chuyện gì vậy? Tôi nói gì anh phải hiểu chứ. Anh hiểu mà. Tôi nghe nói là anh muốn rời bỏ công ty này, rồi anh định bán hết cổ phần của anh ở công ty này lại cho người ta. Thì ra Phụng đã biết hết mọi chuyện rồi hả? Đúng, tôi đã làm như vậy. Tại sao phải làm như vậy? Công ty này cũng do một phần công sức của anh. Tôi nghĩ người điều hành ở công ty này sau anh Đặng đó là anh. Phụng đừng quá ngây thơ. Phụng cứ nghĩ đi, nếu như người ta đã nắm được cổ phần của hai vợ chồng Phụng, liệu rằng người ta có để cho tôi ngồi ở vị trí này nữa hay không? Tôi sẽ cố gắng thuyết phục họ để cho anh điều hành. Vô ích thôi, Phụng đừng làm như vậy. Thật ra tôi không muốn làm công ty này nữa. Tôi tính thành lập một công ty riêng của tôi về trang thiết bị nội thất. Có thật là anh thành lập công ty không? Nếu là vậy thì tôi thật lòng chúc cho anh thành công. Cảm ơn Phụng. Phụng về quê sống cho vui vẻ nha. Tất nhiên rồi. Và tôi nghĩ ba chúng ta vẫn là bạn tốt như xưa chứ. Vẫn là bạn tốt chứ. Phụng cho tôi gửi lời xin lỗi tới Đặng, bởi vì tôi không còn mặt mũi nào gặp cậu ta nữa. Tôi sẽ chuyển lời thôi. Anh cũng vậy nha. Giữ gìn sức khỏe và sống cho thật là tốt nha. Cảm ơn Phụng. Alo, Eo Ly hả? Chúc mừng Eo Ly nha. Bây giờ tôi đã có kết quả siêu âm rồi nè. Rồi, thai 5 tuần rồi nha. Chúc mừng vợ chồng ha. Rồi, còn bây giờ là phải chú ý ăn uống bồi bổ cho có đầy đủ dinh dưỡng cho thai nhi nha. Thịt, trứng, cá, uống sữa đều đều nha. Thai đang tốt. Chúc mừng Eo Ly. Được rồi, vậy nha. Eo Ly nhớ tới lấy kết quả siêu âm và lấy thuốc về dưỡng thai nha. Được rồi, chào Eo Ly. Đi đâu rồi không biết nữa.
Gọi thì không nghe máy. Nói ở khách sạn, qua khách sạn thì đi đâu mất tiêu. Thiệt tình. Cô đi đâu rồi kìa? Chúng mực cái gì chứ? Cái chấm bé xíu xíu như hành động này mà năm thuần tuổi hả? Hành động bé xíu này là con của tôi thật sao? Cái hành động ngốc nghếch sao con lại dại dột xuất hiện ngay lúc này chứ? Có ai chào đón con không hả? Con với mẹ đúng là đồ ngốc mà. Mẹ ngốc quá con ơi. Mẹ xin lỗi con. Hành động bé xíu của mẹ à. Mẹ có lỗi với con quá. Mẹ biết phải làm gì với con đây. Quên mất ba rồi sao? Dạ đâu có đâu ba. Con nhớ ba nhiều lắm. Ủa giọng con sao buồn vậy? Con đang khóc sao Ellie? Thằng đó nó đối xử không tốt với con sao? Dạ đâu có đâu ba. Con gái ba xinh đẹp vậy, ai mà dám đối xử không tốt chứ. Ảnh thương con lắm ba ơi. Cả gia đình ảnh nữa, ai cũng thương con hết. Con nói thiệt không đó? Ba sẽ cho người điều tra coi con có nói đúng không ở nhà. Trời ba ơi, không có cần đâu ba. Con nói thật mà, con gái ba có nói dối ba bao giờ đâu. Con thì dễ tin người, chứ ba đâu có dễ để cho người ta dắt mũi con gái ba để như vậy được. Ba sẽ cho người điều tra gia đình đó, con cứ biết vậy đi. Không cần đâu ba. Thôi, giờ con bệnh rồi, để có gì con lên Facebook con nói chuyện với ba nha. Mới nói chuyện với ba chút xíu mà đuổi rồi hả? À mà thôi, ba cũng đi công chuyện đây con gái. Con phải sống thật vui nha Ellie. Xảy ra chuyện gì phải báo cho ba liền, nghe không con? Dạ. Con thương ba nhiều. Con chào ba nha. Ba chào con gái. Ba tôi mà biết anh đối xử tệ bạc với tôi như vậy, ba tôi cho người thanh toán anh cho coi. Làm sao bây giờ? Mình có nên giữ đứa bé này không? Má. Ủa con, con đi về quê luôn hả Quốc? Dạ, bây giờ con phải về quê liền, để kịp chuẩn bị cho ngày khai trương nhà hàng ở dưới nữa má. Ừ, con về đi nha. Dạ. Mà nè, ba mẹ... À, má nè, má bán căn nhà rồi, má có tính về quê với ba không? À thôi, chuyện đó của bà má con để cho ba má tự lo. Còn cái chuyện mà bán nhà đó, người ta mà trả tiền thì má sẽ chuyển tài khoản cho con, để con để dành làm ăn nghe không? Thôi khỏi đi má. Má cứ dành số tiền đó trả nợ đi, con có thể tự xoay sở được mà. Thôi con không có cần phải lo cho ba má làm gì. Ba má đã thống nhất với nhau rồi, khi mà bán nhà là chuyển cho con một số vào tài khoản, coi như cho cái phần đó cho con, để con cũng có vốn mà làm ăn nha. Dạ, cảm ơn má. Con về dưới quê á thì nhớ lo cho ba nghe không? Dạ. Má có việc má phải đi ra ngoài một chút đi. Con đi đóng cửa cẩn thận nha con. Dạ. Vậy chị cần gì chị?
Chị ơi, cho em trả phòng. Chị đợi em một chút. Cho anh trả phòng. Dạ. Anh gọi cho tôi có chuyện gì? Sao từ tối hôm qua anh gọi cho em mà không được Ellie? Tại sao tôi phải nghe? Tôi không có chuyện gì để nói với anh hết trơn á. Ellie à, anh đã giải thích với em nhiều rồi mà. Em phải hiểu và thông cảm cho anh chứ. Bây giờ anh phải về quê gấp để còn kịp chuẩn bị cho ngày khai trương nhà hàng nữa nè, nên anh không có thời gian để gặp em đâu. Anh mau biến đi. Tôi không có chuyện gì để nói với anh hết. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Ellie, nghe nói đã. Ellie, sao không ai chịu hiểu cho mình hết vậy? Dạ, em gửi chị. Cảm ơn chị. Mời bà con, mời bà con. Dạ, mời vô, mời vô. Dạ, chào anh. Dạ, chào. Trời ơi, vui quá. Mời, 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 mời vào. Chào em nha. Dạ, dạ, xin mời, xin mời. Trời ơi, cảm ơn. Xin mời, xin mời, xin mời. Xin mời, xin mời. Ngoại. Cô, mấy vị khách của con ở ngoài á, ngoại khen cái món bánh xèo của ngoại ngon số 1 luôn á. Thiệt không? Thiệt. Trời, như vậy là Vũ với con thành công rồi. Đúng rồi Vũ. Thành công rồi. Ngoại à, họ hỏi á là cái món bánh xèo của mình làm như thế nào mà tại sao á người ta lại kêu cái món này là cái món bánh xèo hả ngoại? Không biết từ đâu. Rồi cái thời nào mình không biết. Nhưng mà đến cái thời của ngoại đó, trước đó là đã có cái từ bánh xèo rồi. Dạ. Thì ngoại nghĩ là con có thấy là mỗi lần á mà ngoại bắt đầu mà tráng một cái bánh á, dạ, là con thấy cái chảo thật là nóng. Sau dạ đó con cục thịt mỡ, đúng không? Cái mình tráng hoa đều cái chảo nóng lên một cái, mình đổ, dạ, đổ bột vô. Vừa đổ vô một cái là mình lăn, mình cầm cái chảo cho nó tròn cái bánh, đảo. Cái nó kêu một cái xèo cái. Đó. Bà phải nói nha, khách của con vô đây á toàn là yêu cầu cái món bánh xèo của ngoại không à. Với lại cái món thứ hai là cái món bún mắm của cô Ánh đó. Dạ. Trời ơi, còn mấy cái món của con á không ai kêu á, bị ế luôn á, buồn. Trời ghê á. Vú, con cũng thành công luôn rồi đó Vú. Ôi, đúng rồi đó con. Nghĩa là họ thích cái món gọi là đặc sản. Đúng rồi đó ngoại. Đặc sản đúng là miền quê. Đúng rồi, đúng là đậm chất miền quê luôn đó ngoại. Có chuyện. Dạ. Có chuyện. Xí. Trời ơi, ở ngoài kia mấy người Tây họ vui lắm, cái họ biết họ nói xí sâu xí xào gì đó mà chú không có hiểu gì trơn. Trời á, nghe nói họ muốn ký cái gì mà để kỷ niệm á, mấy đứa ra coi một chú cái. Thì bây giờ ông Tư ra giúp con đi. Ông Tư quơ đi. Xài ông Tư, tôi quơ với họ đi. Là tao nói bằng tay bằng chân với họ đi. Được không? Tôi quơ với họ đi. Thử nghe. Dạ thử không được là mấy con ra giúp chú nghe. Dạ dạ. Thôi chú đi nghe. Tội nghiệp ông Tư. Nhờ ông Tư mà quán của mình nhộn nhịp hẳn lên luôn á. Mãi cũng thích ông nói mà tầm sao á. Chứ nó bằng dạ tay chứ nó không hiểu gì. Nó sừng cồ với chú luôn á. Con ra con coi giúp chú cái. Từ. Dạ. Trời ơi Vú. Trời ơi nó đẹp quá trời quá đất luôn kìa. Lâu lắm rồi anh mới về lại đây á. Trên đường. Xin lỗi nha. Đang gấp. Mày điên á mày. Mày đuôi hả? Thôi bỏ đi anh. Ủa nhìn thằng này quen quen ta. Dạ đúng rồi, ảnh làm nhà hàng ở kế bên đây nè anh. Ủa em nói gì? Nó làm ở đây? Dạ làm nhà hàng dưới này nè anh. Làm ở nhà hàng bên đó đó hả? Dạ đúng rồi đó anh. Ủa nó làm cái gì trong đó? Dạ ảnh phụ bếp ở trong đó đó. Phụ bếp à? Ủa à, mà nó làm ở đây với ai vậy em? Dạ em không biết. Nghe đâu ảnh sắp cưới cái cô đầu bếp nào ở trong đó đó. Ủa con nhỏ đầu bếp tên gì vậy? Dạ Ánh. Ánh hả? À có phải cái con Ánh mà cái người nó ốm mà tóc nó dài. Dạ đúng nó rồi. Nó cao cao. Dạ con nhỏ đó đẹp lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Nghe nói họ sắp cưới nhau đó anh. Hả? Hai đứa nó sắp cưới nhau luôn hả? Dạ.
mà thôi bây giờ em đi làm việc ha, cái chiều nay hai đứa mình đi ăn tối ha ha. Dạ. Thôi đi. Giỏi lắm á, ngày nào á con cũng ráng kiên trì con tập vậy á là con đi được hà. Thôi ngồi nghỉ đi cái đã. Dạ con cảm ơn tía. Được không? Con tập tiếp ha. Được không? Dạ dạ được, dạ được, đi ngồi yên đi. Dạ. Ráng lên. Tía à. Ừ? Nhà hàng của Thục Quốc sao rồi tía? Khách đông không tía? Hồi sáng giờ con không thấy ai về nhà hết, con lo quá tía. Tía, sao tía im lặng vậy? Bộ không có khách hả tía? Tía à, sao vậy tía? Ủa sao tía cười? Nó đông nghẹt luôn á. Trời ơi hả, à, Thằng Quốc nó bán không kịp. Ta nói à, bánh xèo của má vợ mày ha, rồi á à, bún mắm của con Ánh. Ta nói à, khách Tây nó vô nó ăn nùm nượp, đông dữ lắm. Dạ đúng là tía làm cho con hết hụt luôn. Vậy là thằng Quốc nó mừng lắm hả tía ha? Trời ơi hả, nó đi ra đi vô nó cười hứa hai hửng ra mà. Vậy mà tía dữ sâu quá, mặt tía rầu làm con lo muốn chết luôn à. Đọc mày cho vui. Ta nói dạ. À, nghe nói đâu á là à, khách Tây ăn xong xuôi rồi người ta còn à, viết à, cái à, cảm nghĩ của người ta, cái cảm tưởng gì đó nữa kìa. Có nữa hả tía? Có. Vậy là chắc thằng Quốc nó vui lắm rồi. Tía à, khách Tây nó viết cảm tưởng là nó viết cái gì vậy tía biết không? Đừng móc khóe ta nha. Mày biết tía mày không có biết tiếng Tây mà. Nó viết y như con trùng với con sáng này, ai biết đường nào đâu mò. Xin lỗi tía, xin lỗi tía. Con biết tía không biết tiếng Anh giống như con vậy đó. À mà tía à, tí xíu mình đợi thằng Quốc về, nó cầm cuốn sổ về, khi nó dịch tiếng Tây á, nó cho cả nhà mình xem luôn tía ha. Ừ. Thấy nó mừng được vậy ta cũng mừng. Dạ. À, thôi cuối cùng thì tía cũng thấy nhà mình có phước rồi đó. Dạ. À, thôi để tía đẩy mày vòng vòng đi chơi ha. Quán hô tía. Câu này hay nhất trong ngày đó tía. Dạ. Được không tía? Được. Tía đẩy mày đi ra bờ ruộng ha. Dạ. Đi cho nó thư thái, thấy không? Dạ. Không có lo gì nghe không? Ê, 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 gì đây ca? Kìa. Ai vậy? Sao tao đi đâu cũng gặp thằng này hết vậy ta? Thằng thấy cơ mày. Nói chung á, em nhìn cái mặt nó là em thấy em không ưa rồi đó. Thằng gì đâu mà nhìn thấy cái mặt càng nghinh, càng nghinh, càng nghinh. Ủa mà đại ca biết chuyện gì chưa? Cái gì? Trời đất ơi, một cái tin động trời mà đại ca không biết hả? Nghe người ta đồn á, nó có một cái thằng gì... Ờ, thằng cháu nó học ở bên nước ngoài về á, nó giàu lắm. Nó về đây nè, nó mở một cái nhà hàng ở cái bên đây nè. Cái nhà hàng gì đó, cái nhà hàng, cái gì làng chài gì đó. Mà thằng Thế bây giờ nha, bỏ nghề xe ôm rồi. Mà bây giờ nó vô trong đó á, nó làm quản lý, ngon lành lắm. Mà nè, còn cái tin này mới ghê nữa nè đại ca. Còn Ánh á, bây giờ á, nó được thằng Thế đưa vô trong nhà hàng làm đầu bếp luôn. Trời đất ơi, thấy ngon lành chưa? Bởi vậy mà em nghe đồn đâu là hai đứa nó chuẩn bị cưới nhau nữa đó. Ê, mày nghĩ sao vậy? Mày nghĩ sao vậy? Ánh là của tao ha. Nó mà muốn cưới được ánh phải bước qua xác chết của tao. Đại ca tỉnh đi đại ca ơi. Bây giờ là cái chuyện này có thật đây nè. Em nghe người ta đồn khắp xóm hết rồi. Hai đứa nó chuẩn bị lấy nhau. Đại ca coi đi, giành giật sao á, cứ để vậy là mất mặt lắm đại ca ơi. Trời ơi, dù gì đại ca cũng là một giang hồ khét tiếng, sớm trên sớm dưới ai cũng biết hết á. Bây giờ không lẽ đại ca để thua một cái thằng gọi là cái thằng khố rách áo ôm vậy hả? Vậy không được. Cái này mày nói cái gì mày? Hả? À, không có đại ca, đại ca hiểu lầm ý em thôi. Đại ca lúc nào em cũng tôn trọng chứ bộ. Biết sao không, lúc nào anh em mình á cũng sống chết có nhau mà, đúng không? Bây giờ á đại ca có vợ em cũng mừng chứ bộ, em cũng muốn có chị dâu nữa. Mà cái người dễ thương như con Ánh mà để giuộc uổng, mình phải tìm cách
giành lại nó. Được, tao với mày kêu thêm một hai anh em nữa phá nát cái đám cưới đó. Đúng rồi, anh phải thuộc về tao. Bây giờ mình chơi tới luôn nghe đại ca. Đi, quất luôn. Đi đại ca. Dạ, cũng mời tía. Chứ chuyện tình cảm của vợ chồng bay sao rồi? Sao nín thinh vậy? Tía, con đã nói chuyện với Phụng rồi. Con quyết định thế nào, con tôn trọng quyết định của cô. Bay nói vậy tao không có đồng ý. Bay là đàn ông con trai, bay phải có cái chính kiến của bay chứ. Bay đâu có dồn hết cho phụ nữ vậy được. Thưa tía, con hiểu. Phải như con khỏe mạnh như trước đây thì con không làm như vậy đâu. Bây giờ tía coi đi, con là một người tàn phế. Con không muốn gì con mà phụ phải khổ suốt đời. Bây nói vậy cũng phải. Chuyện tình cảm á không có ép buộc được. À mà thôi, bây cũng đừng buồn. Bây về đây bây ở với tía nè. Rồi có thằng Thế nè, có con Ánh nè. À, rồi bây giờ có thằng Quốc nó về đây. À, nó về luôn quê hương mình, nó lập nghiệp. Như vậy là cũng vui rồi. À, còn mọi chuyện á cứ để cho nó xuôi theo tự nhiên, hiểu không? Đừng buồn. À, để không biết. Alo, Nam nè. Tía hả tía? Tía ơi, bây giờ con đã bán hết tất cả tài sản nhà cửa. Con về quê con ở với tía nha tía. Này, ủng hộ, ủng hộ. Con cảm ơn tía nhiều. Con phải gọi cho tía chứ con không dám vô. Rồi rồi rồi, thoải mái luôn. Trời ơi, vui quá chứ còn gì nữa. Rồi 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 rồi. Con về rồi nè tía. Vui quá. Đâu cấp máy nha. Dạ, con vô liền tía. Tía, chuyện gì vui vậy tía? Chuyện gì vậy tía? Vui dữ lắm, vui dữ lắm. Vui sao tía? Quá vui, quá vui. Nói chung là tía? Quá vui, mày ngồi đó đi để hưởng thụ cái vui đi. Vui, ủa con không biết sao vui được tía. Sông quê nước chảy đôi bờ, để anh chín dài mười khờ thương em. Sao mà cái câu hò này nó sầu thảm đến mức độ vậy ta? Buồn quá. Chiếc áo bà ba bên dòng sông nước đổ, thấp thoáng con xuồng bé nhỏ lướt trên sông. Non lá đội nghiêng tóc dài con nước đổ. Hậu Giang ơi em dân đẹp ngàn đời. Bài hát phải vậy mới làm mình yêu đời được chứ. Em xin lỗi. Em không có lỗi gì hết. Anh mới là người có lỗi. Thời gian qua anh đã hiểu lầm em. Em tha lỗi cho anh nha Phụng. Phụng.
Phụ, anh yêu vợ lắm. Anh yêu vợ lắm vợ ơi. Anh yêu vợ lắm. Anh nhớ vợ quá vợ ơi. Gì vậy trời? Alo, con nghe nè tía. Con có sao không vậy hả? Con không có việc gì phải không? Con đây nè, con vẫn ổn, không sao đâu tía. Sao tự nhiên tía hỏi con vậy vậy? Biết sao không? Tía thấy con Phụng nó xách đồ về, về nhà viên đặng kìa. Cho nên tía gọi điện hỏi thăm con liền á. Con nói thiệt đi, con không sao phải không? Con không có chuyện gì đâu, tía yên tâm đi. Ờ, vậy thì tốt rồi. Con trai tía là phải như vậy. Phải như vậy thì mới là đàn ông chứ. Dạ, tại con giống tía mà. Con tía là phải giống tía thôi. Nếu mà con thấy trong lòng buồn bực cái chuyện gì á, con phải gọi điện liền cho tía nghe chưa. Cứ tâm sự hết cho tía nghe ha. Dạ, con biết rồi. Tía đừng có lo. Bây giờ con sẽ lo cho tía. Tía không cần phải lo cho con nữa đâu. Tía cứ yên tâm đi. Mà nói vậy thì quá hay rồi. Nếu mà con như vậy tía không cần phải lo cho con nữa ha. Tía à, con hứa với tía sẽ nhổ cái gai trong lòng của con để cho tía không cần phải lo lắng cho con nữa. Nè, con hứa với tía là đó nghe chưa. Tía sẽ cố gắng đi kiếm vợ liền cho con. Tía à, con đã lên kế hoạch cho cuộc đời của con rồi, từ chuyện công việc cho tới chuyện của gia đình. Rồi đây con sẽ làm thật tốt để cho tía coi. Phải vậy chứ, con trai tía là phải vậy. Con mà nghĩ thông được như vậy là tía khỏe rồi, là tốt lắm đó nghe. Bây giờ mà con mừng cái gì hả, tía cũng ủng hộ con hết, hiểu chưa? Dạ, con cảm ơn tía. Đó, con quyết định vậy là rất đúng. Vui lắm, bây giờ cả gia đình mình là sum họp rồi đó. Má là nhất rồi đó nha. Bữa nay con mình á, nó biết nịnh mẹ nó rồi. Má vợ ha. Ủa, hôm nay sao Ellie nó không đi chung với con? Dạ. Nó ở đâu vậy con? Có chuyện gì vậy? Hai đứa có chuyện gì hả? Dạ, ba, ngoại. Con với Ellie không có làm chung nữa. Vậy là tụi con chấm dứt quan hệ hợp tác luôn rồi hả? Tại sao vậy? Tự nhiên ba thấy hai đứa hợp tác làm ăn rất là tốt, tại sao lại tách ra? Nè, cho ba hỏi nè, lý do là tại đứa nào? Dạ, tại con đó ba. Sao vậy con? Nhưng mà con Ellie á, nó có đồng ý cho con làm như vậy không? Dạ. Mày dạ cái gì nè? Anh, con phải trả lời rõ ràng cho ba biết là tại ai. Ta nói nghe, con Ellie nó không hề biết thằng Quốc mở nhà hàng đâu. Nó cái tin liền nó sốc liền. Nè, tao gọi điện thoại mấy bữa nay mà nó không trả lời. Không biết nó đi đâu luôn á. Thì ra cái chuyện tách ra không hợp tác nữa là quyết định riêng của con. Quốc à, con sống cái kiểu gì vậy? Con quyến rũ con gái người ta từ bên Mỹ về Việt Nam, nó tin con nó mới theo về đây. Bây giờ con bây giờ tự nhiên tách ra, rồi con eo lì biết làm sao đây hả? Nè con làm như vậy á rất là tội cho con eo lì. Con vô nhà. Gì vậy? Lấy cái đồ cho ba. Thôi mà. Mở lên. Từ từ rồi. Ôi, tính chứ gì đâu mà đánh đòn. Huyết nữa nó lớn mà con. Má vợ à, em à, anh lớn như vậy rồi, tía cũng đã từng đánh roi anh. Anh đã từng trải qua những chuyện xấu không tốt cho gia đình. Bây giờ hôm nay anh nhận định ra được, anh phải dạy con anh. Đó là một bài học lớn. Ba sẽ dạy con một bài học. Thôi, bây giờ ba dạy cho con biết nè. Con với nó yêu thương kiểu gì vậy? Nếu thương thì nói thương, không thương thì nói không thương. Ở đây khách quen người này, nó không biết đường không quen ai hết. Bây giờ con bỏ người ta cụ bơ cụ bất vậy là sao? Nè, con dắt Ellie về nhà, con không xin phép người lớn. Bây giờ con tách ra là sao? Con làm như vậy á, có đáng mặt đàn ông không? Bây giờ ba không nói nhiều nữa, con đi kiếm Ellie về đây cho ba.
Nói chuyện cho rõ ràng, chia tay hay là không là quyền của tụi con. Mở lên. Xin lỗi ba, con có điện thoại. Alo. Anh ơi, mấy bữa nay không thấy chị Ellie tới nhà hàng nữa. Tụi em gọi chị cũng không nghe. Tới khách sạn tìm thì người ta nói là chị trả phòng rồi. Cái gì? Ellie trả phòng rồi hả? Dạ, tụi em có hỏi biết chị đi đâu không mà người ta không có nói. Tụi em lên Facebook kiếm mà chị khóa luôn Facebook rồi. Giờ không biết tính làm sao rồi. Nữa. Dạ. Em đi tập đi. Dạ. Để lên thành phố. Dạ dạ. Sao? Gì vậy con? Cái gì vậy? Ellie trả phòng khách sạn rồi bỏ đi đâu rồi ngoại ơi? Tụi nó trời không đất kiếm được. Trời đất ơi. Trời. Con bé đó không biết biết ai. Trời ơi. Bây giờ nó có thể đi đâu được chứ? Bây giờ cả nhà mình chia nhau ra đi tìm Ellie. Bây giờ đi tìm Ellie là chính. Đi, lẹ lên. Dạ, dạ, dạ. Mau lên con. Con xin phép ba. Con xin phép má. Đi con. Đi ra ngoài. Bây giờ đi con chạy lên chở anh coi sao. Dạ. Có gì là báo liền nha con. Dạ dạ. Cho anh gửi chìa khóa phòng. Dạ. Chị. Dạ. Chị cho tôi hỏi, cô Ellie cô ở phòng nào vậy chị? Dạ anh chờ em tí xíu. Dạ xin lỗi anh, cô Ellie làm thủ tục trả phòng rồi anh. Cảm ơn chị. Dạ. Anh xin lỗi Ellie. Em đang ở đâu? Anh nhớ em nhiều lắm. Anh nói là Ellie tự nhiên biến mất hả? Cô ấy bỏ đi mà không nói gì với anh sao? Cô giận anh nhiều lắm. Xin lỗi, em có hơi tò mò. Nhưng mà giữa hai người á, chắc chắn phải xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm hả? Chuyện lần trước Ellie bỏ đi á là do cổ hiểu lầm giữa em và anh đúng không? Không phải là lỗi của Mai đâu. Là lỗi của anh. Đáng lẽ ra anh không nên nói những câu khó nghe với cổ như vậy. Nhưng nếu tự nhiên Ellie bỏ đi mất biệt như vậy mà không quan tâm tới nhà hàng nữa thì chắc chắn là phải có chuyện nghiêm trọng lắm rồi. Tụi anh cãi nhau dữ lắm. Chắc cậu thất vọng với anh nhiều. Có khi nào Ellie quay về Mỹ không vậy? Em nói cái gì? Ellie quay về Mỹ hả? Em cũng không chắc nữa. Nhưng mà với tính cách của Ellie thì điều đó có thể xảy ra. Cô ấy có đủ dũng cảm mà bỏ tất cả ở Mỹ để về đây với anh. Thì nếu anh làm chuyện gì đó cho cô ấy thất vọng thì rất có thể cô ấy cũng sẽ bỏ về Mỹ luôn đó. Đúng. Anh là một thằng tệ bạc. Anh đã làm cho cô ấy thất vọng về anh quá nhiều. Nhưng mà tại sao cô bỏ về bển mà không nói với anh một lời nào hết vậy? Đúng là anh đã yêu em Ly thật lòng. Từ trước tới giờ anh lúc nào cũng làm cho Ellie nghĩ mối quan hệ với anh và cô ấy là không hề nghiêm túc. Nhưng mà từ khi cô bỏ đi, anh mới thấy anh yêu cô nhiều lắm. Anh đừng có buồn. Nếu Ellie biết là anh yêu cô ấy nhiều đến như vậy thì chắc chắn Ellie sẽ sớm quay về với anh thôi. Em nói thiệt sao? Hai người yêu nhau thì sẽ tìm được đường đến với nhau. Trái tim không biết nói dối đâu. Anh cũng hy vọng như vậy. Quốc, tìm thấy Ellie chưa con? Không trả lời nổi đâu. Chắc là chưa tìm được. Cái bộ gió này thấy quen quen. Cái này là bệnh tương tư nặng lắm rồi. Mà mở miệng ra nói hay lắm ha. Là không yêu thương con người ta.
Hay quá ha. Làm như là hiểu tổng tòng tông con vậy. Biết nó tương tư. Sao không hiểu? Con anh đẻ ra sao anh không hiểu? Nó giống anh hồi nhỏ đó. Nhưng mà anh yêu em á, hai đứa mình còn đi học. Mà bữa nào mà đi học á, mà em bị bệnh á, anh ra trường mà anh không gặp mặt em á, là nguyên một ngày đó anh bị bệnh tương tư luôn. Giống như bệnh nặng vậy đó. Thấy không? Anh bị thẫn thờ thơ thẩn, đi xe đạp mà đạp về không nổi luôn á. Mà về tới nhà cái xong qua nhà luôn. Cuối cùng giật mình thấy qua mới ve lại vô nhà. Em mới hôm về nhà xong quăng xe đạp ở đó, vô cái thấy tía, tía bữa cơm cho ăn. Anh ăn không nổi luôn. Bệnh tương tư nặng lắm. Anh hay quá ha. Coi con nó làm sao kìa. Thiệt á, giống anh vậy đó. Ê em à, cái gió này nặng lắm nha. Khó qua khỏi à. Ây da, cái kiểu này chắc chắn á, cái con Eo lì á, nó bay về á. Nó bay về nhà mình á, nó mới tỉnh lại đó. Kiểu này hơi nặng à nha. Vậy sao em lo quá kìa. Thôi đi con, đừng có vậy mà. Chết rồi anh ơi. Ê, đi đâu vậy? Hả? Trời ơi, theo nó giống anh hồi nhỏ không? Đi lộn cửa luôn theo. Trời ơi. Đó. Theo.
Em á nha. Hả? Em cũng gan lắm, dám làm phép thử tình yêu với anh nữa, rồi còn làm tình làm tội anh nữa chứ. Em mà thử mất tích một lần nữa coi, anh sẽ không tha cho em đâu. Tại anh hết chứ bộ. Anh mà thông minh hơn chút, đừng có mà ngốc như vậy. Thì em đâu có trốn anh chi, làm nhớ muốn chết à. Cái gì? Em dám nói anh ngốc hả? Ừ. Ngốc nè, ngốc nè. Nè, ngốc nè, ngốc nè. Hay quá ha. Sao? Anh không phải là ngốc chứ mà sao? Là super ngốc luôn. Đại ngốc luôn. Trời ơi, ngốc phết bực chết đi được á. Thử hỏi xem, em mà không trốn anh á, thì anh có thừa nhận là anh yêu em không hả? Người ta bỏ học, bỏ hết cả gia đình, đi nửa vòng trái đất vậy nè, theo anh về đây, vậy mà anh cũng mặc kệ tình cảm của em luôn. Thử hỏi xem, không phải anh đại ngốc hả? Em nói đúng lắm. Vì em, anh sẵn sàng làm thằng ngốc để yêu cô tiểu thư xinh đẹp được không? Giờ mới chịu thừa nhận hả? Mà có phải là vì nhớ em mà anh cứ ngơ ngơ ngĩnh ngĩnh như người mất hồn không vậy ta? Lúc đó anh buồn đứt ruột luôn nè, mà em còn giỡn được nữa. Mà cái tội của em phải xử sao đây ta? Đúng rồi, anh phải nhốt em chung thân vì dám nói anh ngốc nè. Mà ở chung thân là phải ở với anh luôn á. Em có chịu không? Coi bộ cái án tù này hay rồi nha. Chịu luôn. Cảm ơn em. Nhưng mà em phải hứa với anh là em sẽ không được bỏ anh đi nữa, nghe chưa? Em thề đi. Có được không? Con tên là Ellie. Con xin thề sẽ yêu anh chàng bướng bỉnh này và sẽ không bao giờ rời xa anh ấy. Anh cảm ơn em. Cảm ơn em vì tất cả những điều mà em đã làm cho anh. Dạ chào. Dạ chào. Hay quá. Dạ, còn khách Tây không ạ? Dạ. Chú không hiểu gì hết trơn á. Thì khách của con á là người nước ngoài không ạ? Người ta là người nước ngoài, ta muốn nói gì ta nói. Kệ, mình cứ cười cười đi, mình cứ cười. Thì cái này á là khách Nhật với lại Đài Loan. Kệ đó. Giống người Việt mình ghê vậy. Dạ. Trời ơi. Bên kia khách vô nữa kìa. Ở bên kia nó kêu qua bên coi. Trời đông quá. Đông quá. Đi đó đi. Ngoài vô lên ngoài. Ngoài đây, ngoài đây nè. Anh, dạ. Trời anh ơi, đông dữ quá rồi. Con cứ yên tâm ở dưới này, con cứ ở dưới bếp, con cứ làm việc của con đi. Con tất cả mọi chuyện hãy cứ để vú lo. Ở trển sao một vú? Một tay vú hết trơn á, trời ơi con tin không? Mà tình hình trời sao? Trời ơi, ta nói khách đông ơi là đông, vui lắm. Ta nói vú chạy đầu này, vú chạy đầu kia. Trời ơi, không có vú là không được con ơi. Thoát một cái là khách kêu, thoát một cái là khách kêu. Rồi, anh thấy sao vú? Ta nói, con biết sao không? Thằng Thế với Lộng Tư á, chạy như ngựa tưng. Trời ơi, không có làm gì được hết trơn á, trời á. Thiệt hả vú? Vú tiếp khách nè, vú nói chuyện với người Tây luôn á, tin không? Trời, vú nói tiếng Tây luôn á hả? Vú nói đại luôn, vú đại dấu. Hiểu thì thôi, nhưng mà người ta hiểu hết á con. Vú, nếu vậy thôi á, giờ vú lên nhà trên đi. Rồi vú tiếp khách đi nha. Chuyện vú để cứ để con lo.
con ấy ở dưới này. Dạ dạ. Yên tâm, mọi chuyện để vú. Dạ. Để vú lên nha. Vú lên của con làm sao? Vú kể là con nghe nhé. Dạ dạ. Alo, tôi nghe là Đặng. Cậu còn nhớ số điện thoại của tôi sao? Làm sao tôi quên số ông được chứ. Ông có khỏe không? Ừ, tôi vẫn khỏe. Tôi nghĩ là cậu không được khỏe đó. Đâu cậu có vấn đề? Vừa phải thôi nha. Tôi đã xin lỗi ông rồi. Muốn chửi gì nữa đây? Hả? Nè, nếu có lỗi á thì nói thẳng, tránh tiếng xin lỗi nha. Làm vậy tôi khó chịu lắm. Tôi biết rồi. Thành thật, tôi xin lỗi ông nha. Cậu nói cậu biết rồi mà cậu xử sự như đứa con nít vậy đó. Muốn nói gì nữa đây? Tôi hỏi cậu nè, tại sao cậu bỏ công ty? Cậu có biết á là tôi với cậu bỏ bao nhiêu công sức để thành lập công ty không? Tại sao cậu bỏ đi? Cậu biết suy nghĩ không? Nói thiệt, ông cho tôi biết lý do nào để tôi ở lại công ty đi. Nè 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 nè, tôi với cậu á hoàn toàn không giống nhau nghe chưa. Tôi rời khỏi công ty là lý do bất khả kháng, mà cậu vì sĩ diện bỏ công ty sao? Ông nghĩ sao cũng được, nhưng mà thật ra tôi muốn thành lập công ty riêng của tôi. Cậu cứng đầu thật. Dù gì á cũng chúc mừng cậu. Cảm ơn ông. Đặng à, xin lỗi ông tất cả những điều mà tôi đã làm cho ông. Xin lỗi vậy đủ rồi. Dù gì á tôi cũng hơi quá đáng với cậu. Nè nè, hôm nào á cậu về quê nhậu với tôi một bữa. Tôi với cậu chửi nhau một trận cho ra trò. Ok, để thành lập công ty xong nhất định tôi sẽ về nhậu với ông một bữa và đập ông một trận đó. Được đó. Xem xử sự của cậu ra sao nha. Trời ơi, trời ơi, vui quá em ơi. Khách quá trời đông luôn. Em biết rồi. Trời biết luôn hả? Một tay anh, một tay anh, anh tiếp khách hết. Trời ơi, anh biết nói tiếng ngoại quốc luôn. Anh cũng biết tiếng Anh. Ủa, hồi nãy Vú cũng nói vậy á. Là Vú cũng nói là Vú biết tiếng Tây, rồi một tay Vú làm. Ủa vậy cuối cùng là anh hay Vú? Trời ơi anh nè. Nhưng mà đói bụng quá, có gì cho anh ăn không? Có bánh xèo chuẩn bị sẵn rồi nè. Bánh xèo hả? Ăn bánh xèo đi. Nè nè đó đó. Ngồi đâu giờ? Đây ha. Ê, ăn luôn đi. Thế trời con làm gì đây vậy? Trời ơi con buông ra, buông ra, buông ra. Một hồi con ăn đi. Con ăn biết đi. Không không có con là không được. Ta nói khách tựa lứa hết, khách người ta vô Vú không biết làm sao á con à. Cho ăn miếng đi. Tại ảnh đói ra bao tử đó Vú. Bây giờ khách hay là thằng Thế? Thằng Thế nó có thể xuống đây ăn được. Còn khách người ta giận, người ta bỏ đi thì sao? Buông ra. Con ơi đi đi con. Nhưng mà vậy nói là sao Vú? Kể nó không sao. Không không có con là mọi chuyện bể hết. Nhanh lên. Vô 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 vô. Trời đông lắm. Đông lắm. Ta nói từng đợt từng đợt. Nùm nượp nùm nượp con ơi. Anh lát vô ăn nha. Ê thấy thấy đằng kia kìa. Dạ be careful. Dạ. Ê qua đây. Qua đây nè con. Sorry. Lady first. Đây đây đây. Dạ. Xin mời. Dạ. Xin mời, xin mời, xin mời. Rồi. Trời ơi. Nè anh, ăn đi. Từ từ. Đói quá. Trời ơi, anh ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn đó. Trời ơi. Khách đông ghê hồn luôn á. Hôm nay em vui quá à. Anh cũng vui. Nhưng biết không, nhưng mà anh muốn xuống dưới đây với em à. Anh muốn xuống dưới bếp làm một chút thích rõ. Làm sao anh ăn đi rồi hẳn làm. Bị đau bao tử rồi làm sao? Trời ơi. Vui nói thế. Mày giết người hả? Con nghĩ sao mà con chung với bếp con ăn? Trời ơi bây giờ khách người ta vô nùm nượp nùm nượp nùm nượp. Một mình vô đó. Ai anh phải kêu, phải kêu ở vô. Trời ơi nói không hiểu gì hết. Nói vô lo được hết mà. Thôi vô lên trở không, đi. Không 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 không. Thằng không có thằng thế là không được. Mày nhả ra.
Mày nhả ra, mày nhả ra, tao bóp hai mày nhả ra. Mày nhả ra, mày nhả ra. Con ơi con, tao lại mày thế, rồi tao lại mày thế. Bây giờ tao nói đông lắm tụi, khách thì đang đông vui lắm, không có con là không được. Người ta hỏi là cái anh cao đâu. Rồi cái gì nó nói gì á? Nói lửa, tao không biết trả lời. Chút xíu nó ra. Rồi bây giờ con đi lên. Con quan trọng vậy luôn hả Tâm? Con rất quan trọng. Trời ơi, một mình ông Tư, ông làm một hồi là thôi. Con ơi, khách người ta bỏ đi hết rồi, làm biết làm sao mà ông nhào vô ông ca ông hát. Ban đầu thấy vui, một hồi thấy hình như ông không bình thường con ơi. Sao bây giờ mày lên? Con rất bình thường. Mau lên thôi, ăn miếng nữa. Thôn một miếng đi. Thôn một miếng đi rồi chạy. Rồi. Con cái gì ở đây rồi mọi tao thông tin cho mày biết, tao lên tao làm được hết á. Trời thiệt tình á. Ông Năm, tôi thấy ông Tư á, mỗi lần ông hát cũng để kế bên mấy con dao luôn. Chi vậy? Thì ổng mỗi lần hát xong rồi ổng đâm bể lũng luôn mấy cái xuồng, ông thấy hả? Xin cảm ơn, xin đa tạ. Trời ơi, sao rồi? Anh có làm sao không? Một mình anh tiếp hết khách rồi. Thôi vậy em tin rồi, một mình anh tiếp hết khách mà. Trời ơi, thở một chút đi. Trời ơi, khách gì mà đông, nơm luôn. Hay giờ anh ăn thêm một miếng nữa không? Thấy em vui rồi. Giờ không cần anh, thấy em là no rồi. Ra ngoài hả? Mày cái tập về đẹp quá ha. Thôi, kỳ quá à. Gì? Nè, anh phát hiện nha. Gì? Mấy người Tây ở ngoài á, không có ai có tướng đẹp như em đâu. Xạo quá à. Thiệt mà. Biết nói tiếng Tây rồi á, cái hả? Giờ mày đặt nịnh người ta nè. Trời đất ơi, nịnh người yêu của mình, mà không, vợ sắp cưới của mình chứ bộ. Nịnh ai đâu sợ. Bây giờ á, vợ sắp cưới của anh là số 1. Nước ngoài người ta nói là number 1. Trời ơi, anh nói tiếng Tây giỏi vậy hả? Trời, anh nói quá trời luôn mà. Trời, biết không, Vũ Tám á, biết nói tiếng Tây luôn á. Mà nó nghe nè, mấy bữa nay á, anh đi tiếp nhiều khách Tây như vậy á, là tiếng anh cũng phải tiến bộ lắm á. Ngoài number 1 ra còn nói được cái gì đó, na. Lãng mạn không? Đưa trà nói là chi? Thôi, không phải cái đó. Sorry. Welcome. Hey, cậu này anh tự học luôn á. Gì? I love you. À, là gì vậy? Anh yêu em. Em ước gì á? Anh là hũ mắm của em á. Anh hả? Anh cũng ước gì á? Quên. Em là. Quên. Mệt quá. Quên. Lên dọn bàn. Trời, ta nói rác đầy hết trơn hết trời. Từng bàn. Ô chua cha, hết đống này đến đống khác. Vú, con nói vú nghe nè. Bây giờ vú với chú Tư lên dọn bàn đi. Không đi. Được. Một vú mình đi tao mà. Dọn, tao dọn không được. Dọn được hết đó. Một mình vú làm được hết đó. Làm đi mà vú. Rồi vú cứ lên đi, vú lên đi. Vú dọn được mà. Bây giờ mình đi làm đi. Trời, một mình tao không có làm nổi. Trời, bên cho tao chết rồi, tao sắp chết rồi, tao không làm nữa. Vú. Tao không dạ, làm dạ, nữa. Dạ dạ, lên liền, tao lên liền. Nói là tao không làm nữa. Vú cứ đi đi. Chết rồi, giết tao chết đi, giết tao chết. Công nhận em hay thiệt nha. Anh đuổi hoài mà vú không đi. Vú thương em mà. Nè. Anh là hũ mắm chi vậy? Thì người miền Tây mình nè, nhà nào mà không có hũ mắm thì giống như là món ghiền của em á. Ai vậy?
Hành động lên tất cả đi. Chị làm gì đó? Dạ chị xuống đây. Chị xuống đây để coi em làm gì chị phụ em tay. Dạ không, không có gì đâu chị. Em đang chuẩn bị lại bún mắm đó mà. Hèn chi đi ngoài cửa mà nghe thơm phức vậy đó hả? À? Thôi chị, ở đây còn có làm mùi gì để chị phụ cho. Thôi chị, ở đây dơ lắm, dầu mỡ không à. Chị lên nhà trên tiếp khách này nọ đi. Em làm như là chị chưa vô bếp bao giờ vậy đó. Chị cũng gái nhà quê chứ bộ. Chị cũng là người nhà quê như em thôi. Coi kìa chú đáo ghê không. Này. Dạ cũng sắp xong hết rồi chị. Sắp xong rồi hả? Dạ. Công nhận em khéo léo thiệt đó nha. Nhà quê sớm nắng chiều mưa, người nhà quê quen với ruộng đồng sớm thông, mái tranh siêu, bữa cơm chén canh dừa cả. Ánh nè. Dạ. Trong thời gian qua thì anh chị cũng hiểu sai về em và cư xử không hay với em. Em đừng để bụng nha. Dạ thôi mà, có gì đâu chị. Chị hiểu và chị thương em á là em thấy vui lắm rồi. Chị thôi, chị lên nhà trên đi, ở dưới này nóng nực lắm. Có cần gì kêu chị phụ nha. Dạ dạ, có gì em kêu chị phụ. Chị ra trước chuẩn bị ha. Dạ. Chào Ellie, con gái yêu của ba và anh chàng đầu bếp người yêu của con. Ba đã xem các hình của cậu thám tử gửi về cùng những ghi chép rất cẩn thận của cậu ấy, cho ba thấy con gái của ba đang sống rất vui vẻ. Dù ba có muốn ghét cậu ta đã cướp đi con gái yêu của ba, nhưng những gì cậu Quốc làm cho con, ba đã phần nào yên tâm con gái ba đã có lựa chọn đúng. Ba tin đó là chàng trai tốt, làm cho con gái ba sống vui vẻ và hạnh phúc. Cả gia đình cậu ấy nữa. Ba cũng thấy họ rất yêu quý con. Con cho ba gửi lời chào tới cả nhà cậu ấy nhé. Ba má nhất định sẽ về Việt Nam để thăm gia đình cậu ấy và bàn chuyện đám cưới của con và cậu ấy nữa. Con và cậu ấy hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc. Ba của con, lúc nào ba cũng yêu thương con gái cưng của ba. Dạ con chào ông nội. Ông ngồi đi ông, để con rót trà cho ông nội. Ông uống trà đi. Ông nội không phải tò mò, nhưng mà ông nội nghe con đọc thấy cha của con thương con quá ha. Dạ con là con gái cưng của ba mà. Anh xích lên chút xíu anh. Dạ dạ. Đúng rồi. Vậy được chứ chị? Được rồi vậy nha. Anh ơi cái bên này nó bị bung ra rồi. Anh lấy keo dán lại giùm em với. Dạ dạ. Dán chắc giùm em dạ, nha. Dạ em biết rồi. Hơi, xích lên chút dạ. xíu đi anh. Xích lên xíu. Dạ dạ. Đúng rồi, cao lên chút nữa. Chút nữa rồi dán vô nha anh. Đó, như vậy mới đẹp đó. Vậy mới rực rỡ nè. Dạ. Sáng nè. Đẹp chứ dạ, hơn nhà ông Năm mới được. Dạ. Chắc chắn là nhà đàn trai không bao giờ bằng nhà mình được. Tất cả đều phải sáng rực lên. Tất cả đều phải lộng lẫy lên. Con Phía. Sao? Sao? Dạ tía. Đẹp không? Đẹp không? Thấy sao? Thấy sao? Nhà không có đâu bằng đâu đúng không? Tía có thấy đẹp không? Mẹ đây thích màu mè quá ha. Có dán lên nhiều cũng không bằng đâu bà. Ông nói sao ạ? Sao dán nhiều không bằng? Mở mắt nhìn đi nè. Rực rỡ chưa? Có cái màu nào mà nó chói sáng bằng cái màu này? Nhìn kia kìa, nhìn ở trong này. Tất cả những người phụ nữ cắm bông đều là những phụ nữ đẹp. Và bông của họ cắm cũng đều là những bông đẹp, đúng không? Ông đi tìm đi. Ông đi tìm đi. Có khi nào ha mà cái chỗ nào mà cái bông nó đẹp hơn bông này? Nhìn màu sắc đi,
Nhìn màu sắc đi. Ui, nó đẹp hay không thì cũng cho con mình thôi. À? Nhưng mà bà đừng có cạnh tranh với tôi. Cạnh tranh với tôi, cạnh tranh không có lợi đâu. Đâu có cạnh tranh đâu. Sự thật nó vậy mà cạnh tranh gì. Xin lỗi ông ạ. Nếu bây giờ mà cho tôi mà làm xui ông một lần nữa, tôi cũng bị chàn vậy. Không có cạnh tranh. Tụi nó bật sáng chứ không có cạnh tranh. Cái cốt á, cái cốt mà không có máu nghệ thuật á, là nó vậy á. Dán lên cho cố cả ề vậy á. Mới mốt gỡ rồi chùi rồi lúc đó mới đau khổ nha. Ai ai nói là tôi không có máu nghệ thuật? Ông nhìn vậy mà ông nói là không có nghệ thuật hả? Cái màu này nó sẽ tông sự tông với cái màu này mà nó không nghệ thuật hả? Đang cày dán cặp thôi bà dán chi mà cánh nuôi vậy hả? Nuôi gì nuôi gì? Đây đám cưới tụi nó chứ đâu phải đám của bà đâu, để dọc ở trên cái hàng. Tụi điên. Ờ, tí à. Ông dám nói gì hả? Có chuyện gì muốn nói với anh hả? Ngày mai mình cưới rồi đó. Tôi... không phải. Em... Ngày mai á, em với anh là vợ chồng rồi đó. Và anh hứa với em đi là anh sẽ... Từ giờ cho tới cuối cuộc đời á, anh đừng có nhìn ai khác nữa nha. Cho dù có lúc em có làm chuyện gì sai á, anh không có vừa ý á, với lại em có xấu có già đi nữa, thì cũng đừng có nhìn ai khác hết á, chỉ nhìn mình em thôi. Hứa với em đi, anh đừng có liếc ngang liếc dọc nhìn cô này cô kia nha. Khờ quá. Nè, em có biết á là anh trông chờ ngày này từ lâu lắm rồi không? Ngu gì mà anh nhìn người khác. Hả? Ủa? Sao anh làm gì mà anh khóc vậy? Sao? Cái gì vậy? Sao mắt anh đỏ hết trơn rồi kìa? Có chuyện gì vậy? Anh hả? Anh, trời, anh làm gì vậy? Dừng lại, trời, anh làm gì vậy? Nè nè, không được, tụi mình chưa có cưới nhau, anh đừng có làm như vậy. Em mắc tí đó nha. Trời, thôi, cái gì cũng phải từ từ bình tĩnh. Anh đừng. Nghe anh nói làm nè. Gì vậy? Hả? Sao? Nhìn anh nè. Không, không nhìn. Tụi mình chưa có cưới nhau. Sao tự nhiên khóc vậy? Hả? Sao vậy? Anh có làm sao không? Sao tự nhiên khóc vậy? Có chuyện gì anh nói em nghe nè. Bất kể anh có chuyện gì á, anh có chia sẻ với em. Cho dù anh có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, thì hoặc là anh có một khiếm khuyết gì đó đi chăng nữa, em vẫn yêu anh. Anh nói cho em biết đi. Như lời em nói, anh có khiếm khuyết gì em cũng sẽ yêu anh đúng không? Ừ. Cho dù anh có không làm đàn ông á, em cũng yêu anh. Em vẫn muốn làm vợ anh. Anh yên tâm đi. Anh đừng có lo lắng, đừng có khóc nữa. Đừng có buồn nha. Nè, em nói gì vậy? Hả? Cái gì không phải đàn ông? Ủa sao thay đổi thái độ nhanh quá vậy? Em xúc phạm anh rồi còn gì nữa. Em nhìn anh vậy nè. Vậy kia không phải là đàn ông hả? Nè, anh mạnh mẽ lắm nha, lực lắm đó, muốn thử không? Ê, bậy, chưa đám cưới mà thử gì? Thì ngày mai cưới rồi, giờ em không tin á, thì anh thử cho em tin. Ê, bậy, khoan, nói hoài mà lúc nào cũng giỡn hết trơn á. Nói nghe nè, anh sao vậy? Sao tự nhiên anh khóc vậy? Thôi. Có sao đâu, ngày mai em là vợ anh rồi. Nói em nghe đi, có chuyện gì vậy?
Sao tự nhiên đang yên đùng đùng cái lột đồ xong rồi khóc vậy? Sao? Có chuyện gì xảy ra với anh? À, không lẽ... Nè. Hả? Trời. Anh xăm mình đó hả? Từ trước giờ đó là lý do anh luôn mặc áo tay dài. Em không sợ những hình xăm này của anh hả? Trời, tưởng gì, có gì đâu mà sợ. Người ta xăm hình, có đẩy ngoài đường có sao đâu. Thiệt không? Thiệt, trời. Tự nhiên xăm mình thôi, có gì đâu mà sợ. Em nói xạo anh làm gì? Vậy mà anh cứ suy nghĩ hoài về mấy cái hình xăm hoàng quệnh này. Anh cứ nghĩ á, chắc là cái số của anh là số cô độc rồi. Không có người con gái nào là chịu thích một người xăm hình hoàng quệnh. Vậy mà cũng có người thương anh, yêu anh và chịu làm vợ anh. Anh hạnh phúc lắm luôn đó. Anh ngốc quá à. Thiệt hả? Ôi dạ. Sao vậy? Anh đúng là ngốc thiệt á. Thôi anh xin lỗi mà. Ê, mà anh ngốc thật đó. Ủa, em không biết là anh từng té giếng hả? Trời ơi, vậy mà đi thích một người ngốc, rồi cộng thêm hình xăm trên người nữa. Hê hê, có vấn đề gì không? Kệ em. Em thích một người ngốc, một người xăm mình, vì em yêu người ta. Thiệt không? Thiệt. Ngày mai đám cưới rồi. Thử đi. Thử gì? Thôi, không được, nó giỡn mà. Nè. Má ơi, ngày mai á con lấy chồng rồi. Trời, nhiều khi á con không biết đây có phải là mơ không nữa. Nhưng mà về chuyện của con đó má, bắt đầu từ ngày mai á là đã có người đàn ông ở bên cạnh con che chở cho con nè. Không có sợ ai bắt nạt con hết á. Má trên trời á, yên tâm đi nha. Con hứa với má, con sẽ sống thật hạnh phúc. Má không phải lo cho con nữa đâu. Ủa? Vũ. Sao? Nôn nao quá rồi ngủ không được đúng không? Dạ, đâu có gì đâu Vũ. Con cảm ơn Vũ nhiều lắm. Cuộc đời của con á, có được như ngày hôm nay là nhờ công ơn của Vũ không á. Trời gì đâu mà ơn của tôi. Trời ơi, đó là cái sự cố gắng của cô. Cô cố gắng làm cho tốt, làm cho giỏi, sống hiếu đạo, được mọi người thương mến thì cô hưởng chứ gì tôi. Nè, ngày mai là mình đã có chồng rồi nghe chưa? Nghe Vú dặn nè. Thiệt ra đó, cái gì mà con thấy tốt đẹp, cái gì mà con thấy nó lung linh, người ta gọi là hoành tráng đó, là ở trên phim thôi, ở trên sách thôi, ở trên truyện á. Còn ngoài đời là không phải như vậy. Ngoài đời á là hạnh phúc có nè, vui có nè, rồi cười có nè, mà nước mắt cũng có luôn nữa. Không phải lúc nào là cũng êm đẹp đâu nghe con. Dạ. Cái người phụ nữ của mình á là phải biết chịu đựng. Mình phải biết hiểu là mình đã có gia đình rồi, khác với hồi thời còn con gái. Có như vậy thì mình mới giữ được hạnh phúc của mình. Rủi đó mà mình có gặp cái chuyện mà nó trắc trở đó là mình không cảm thấy sợ hãi,
Mình dễ dàng, mình vượt qua những khó khăn đó. Dạ. Để Vũ nói con nghe. Người ta nói con câu vậy nè: chim khôn thì nói tiếng dễ nghe. Không, chim khôn nói tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Đó. Mà con gái á, về nhà chồng là mình phải dịu dàng, phải mềm mỏng. Đôi khi á, mình cũng giận dữ lắm, nhưng mà đừng có nổi xung thiên lên rồi la làng la xóm, đập đồ đập đạc, chửi mắng là không có được. Đàn ông á, coi nó mạnh mẽ vậy đó, chứ sâu trong thâm thẳm của họ đó là họ dễ dụ lắm. Họ dễ dụ lắm đó con. Nói ngọn cái là nó nghe lời liền đó. Vô nghĩ á, nếu như mà chồng con á, nó thương yêu con á, là không bao giờ nó để con giận đi về nhà. Bởi vậy cho nên, nếu như mà con muốn có cuộc sống hôn nhân mà ngọt ngào, thì con phải nói chuyện ngọt ngào với chồng con. Dạ, con sẽ làm theo lời chú dặn. Người ta nói đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Gia đình có êm ấm hay không là phụ thuộc vào người phụ nữ. Nè, nghe chú dặn nè, cái này quan trọng nhất nè. Khi mình mà còn cha còn mẹ ở nhà, mình thương cha mẹ mình, mình tôn trọng cha mẹ mình, mình tôn thờ ông bà mình. Nhưng khi mình về nhà chồng thì mình cũng phải y chang như vậy, coi cha mẹ chồng như là cha mẹ ruột của mình. Hiểu chưa? Dạ. Dạ. Yêu thương, kính trọng, đối xử như nhau. Con nhất định sẽ nghe lời của má. Má, con hãy nhớ, con à, con là con gái của má. Con là con gái của má. Dạ. Lấy chồng sống hạnh phúc nha con. Kèo sắp nhỏ chuẩn bị á, rước dâu về tới rồi. Về tới rồi đó. Dạ. Chào dạ, anh Tư. Dạ. Cô chào chú Tư. Chào chú Tư. Dạ mời chú vào. Tiếp. Dạ. Ừ. Dạ, dạ, dạ. Vậy má chợ. Vô ha. Chờ, đứng chờ. Đi đường này. À dạ. Bé cua. Thẳng tiến. À cái đẻ đó nè. À dạ. À mời mọi người ngồi nha. Mọi người ngồi nha. Gia đình tôi mừng lễ xong cái là ra tiếp bà con liền. Dạ. Cho tụi nó cáo gia tiên cái nghe. Dạ. Bây giờ là tụi con đã làm lễ gia tiên rồi. Từ nay trở đi á là tụi con chính thức là vợ chồng. Tia cũng không biết nói làm sao. Thôi thì hoàn cảnh của tụi con nó cũng giống nhau. Đám cưới là phải biết kiềm chế, đừng để nước mắt rơi. Không tốt. Ráng nương nhau mà sống. Dạ, tụi con biết rồi tí.
Ê, để tôi nói tiếp cho. Có điều đó nói không được. Bình tĩnh. Hai đứa đều là mồ côi hết. Bây giờ á, ráng cố gắng an ủi nhau, lo lắng cho nhau. Trong cái tình thương vợ chồng đặng vun đắp. Gì vậy? Đàn ông gì kia vậy? Thôi chị nói đi. Thôi rồi ngồi im với tôi nói cho. Nó nói phụ anh đi. Đỡ chứ. Ừ. Cái tật gì xíu sắc. Không làm được. Không làm được cái chuyện gì quan trọng. Nói đi bà, lèm bèm hoài. Bây giờ là má muốn nói với hai đứa, đã là vợ chồng với nhau rồi thì vợ chồng phải biết yêu thương nhau. À, phải biết nhường nhịn nhau. Và đừng bao giờ quên nghĩa sanh thành ha. Cái người mà vun đắp cho mình dầu là cha mẹ không đẻ ra. Má ơi, má sao vậy? Vợ chồng với một dạ, một cái gì đó, cái gì đó, má ơi. Nhắc nhắc, vợ chồng dạ dạ. Một lòng một dạ đúng không? Đúng rồi đó. Đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn. Không phải câu đó. Sao kỳ vậy? Sao không phải hoài vậy? Đó đó cái câu đó. Nói xong rồi bà nói tôi kiềm chế rồi bà vỡ òa ra vậy rồi bà nói không được. Nói chứ ngồi. Hôm trước hôm sau người cười đó. Thì ý là nói là vợ chồng nó đó là bây giờ phải đồng lòng đúng không? Dạ, vợ chồng ấy cũng là phụ vợ. Vậy đó, cảm ơn anh Xuân rồi. Nhớ nha con. Nói dạ. Tiếp đi anh Xuân. Dạ. Nói nữa đi. Dễ thương đó. Em khóc nữa. Khóc quạt. Bỏ tay ra coi anh. Đám cưới của mấy đứa nhỏ mà anh làm quá vậy. Dỗ bả mà. Thôi được rồi. Đó. Bây giờ chung quy lại á là tía đó với vú tám vú bầy vú tám bầy là má rồi, bây giờ là má rồi. Nhưng mà bà thích kêu bằng vú mà sao vậy? Thì chỉ mong là tụi con hạnh phúc. Dạ tía. Rồi ráng yêu thương nhường nhịn nhau. Vợ chồng ráng nhường nhịn nhau thì mọi chuyện dù có khó khăn cực khổ mình cũng vượt qua được hết. Dạ. Dạ. Chào em. Mời chào. Chào anh. Chào anh. Chào chú. Chánh đường nha. Chánh đường. 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 Này này này. Không được. Đây đám cưới người ta. Không vô được. Anh đi bên kia giùm em nha. Ở đây đám cưới nhà của em. Cái gì? Mày nói gì? Ai đám cưới? Dạ đám cưới nhà của em nè anh. Anh đi bên kia giùm em nha. Vợ tao thích đi đây được không? Anh đi bên kia giùm em đi anh. Bên dạ, nào? Dạ bên kia đường. Ở bển đó anh. Bên đó hả? Dạ. Thích đi đường này được không mày? Hả? Mày ngon mày quýnh tao đi. Mày ngon mày quýnh tao đi. Đại ca. Đại ca. Thằng râu quay nó quýnh em kìa. Sự đó. Có nhiêu đó mà làm không được. Giờ mày làm sao? Bây giờ mày có né đường không? Dạ không anh, đường đám cưới nhà em đi không được, anh đi bên kia giùm em đi. Bây giờ tao quánh mày được không? Hả? Né ra không? Anh thông cảm giùm em nha, không được. Mày Mày em không được ra đây. Gì vậy? Có cái chuyện gì vậy? Chạy ra coi. Chạy ra coi. Ủa nhìn mà rần rần quá vậy. Chuyện gì vậy? Kìa kìa. Anh đâu ở đây? Nè. Anh đừng có lộn của mày nha. Tôi báo công an đó. Mày nói cái gì? Bắt Nam. Cái gì vậy? Mấy thằng mày vô đây quậy đó bắt Nam. Mấy thằng muốn gì? Sao hả? Nói cho mày biết. Vậy vậy tao nha. Gì là sao? Tao đập mày luôn á. Nam. Mấy thằng chừng tao báo công an đó. Mày báo công an bắt tụi tao hả? Tao nói cho mày biết. Một điều mà từ đầu tới giờ tụi bay chưa hề biết là tụi tao có làm gì chăng nữa thì tụi tao cũng dưới tuổi vị thành niên. Nếu có bắt á, bắt đại ca tao thôi. Mà đại ca, đại ca khoan em giải thích đã. Nếu á mà có bắt, bắt đại ca tao. Nhưng mà đại ca tao nãy giờ không quậy, chỉ có tao với thằng này quậy thôi. Mày nín đi, mày nói nhiều quá mày. Hả? Tao báo công an cho mày biết nha. Vậy mày nói cái gì? Bắt để con. Bây giờ mày muốn gì? Tụi bay muốn cái gì? Tôi muốn phá đám. Để tao. Ông già, ông là cái gì trong gia đình này vậy? Hả? Tao là cha của con Thế, chủ nhà này được không mày?
trời ơi, ôi trời ơi, sợ quá. Cái thằng mạt riệp đó đó hả? Mày nói ai vậy? Mày nói ai á? Tôi nói ông á, và nó đó. Đúng rồi. Ê, 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 đây có người lớn tuổi nha mày. Mày hổn vừa vừa thôi nha, mày vừa phải thôi nha mày. Vừa phải cái gì? Mấy người thiếu tiền tôi còn làm đám cưới đó hả? Đúng rồi, bây giờ trả tiền không? Trả đi, muốn làm gì thì làm. Đúng, đúng rồi. Rồi, nếu không á, tôi phá nát cái đám cưới này luôn á. Tôi phá nát cái đám cưới đó. Phá đi. Mày vừa đi. Mày lại đây. Tôi thả hả? Mày. Em xin lỗi. Em thay mặt đại ca em nói cho em xin lỗi. Mày là ai? Em là đàn em của Rô Sẹo. Dạ. Đại ca em bậy quá. Đấy. Mày. Thằng cô hổ cắn cản mày. Chân cô anh đặng mày. Tía. Đỡ con tía. Trời. Thế. Đỡ anh. Đỡ gì nữa? Nãy giờ con đứng lên được rồi. Đánh động luôn kìa. Con đi được rồi. Cảm ơn bà con bình tĩnh, chuyện này là nó ra trong cái rủi mà nó có cái mai. Thôi, chuẩn bị ngồi vô. Mời bà con ngồi đi. Thưa bà con, xin lỗi sự cố xảy ra. Nhưng mà bữa nay thiệt sự là gia đình tôi có hai niềm vui. Một là đám cưới của thằng Thế với con Ánh. Hai nữa là mừng cho con tôi nó đi được rồi. Bây giờ xin phép bà con cho mấy cháu nó tới từng bàn để nó cảm ơn bà con nha. Dạ, mời. Con mừng tía ơi. Đi con. Dạ. Mọi người tự nhiên nha. Mời bà con nghe tiếng. Dạ, cảm ơn mọi người. Dạ, cảm ơn mọi người đã tới chung vui. Mai. Dạ, mọi người tự nhiên nha. Qua đây. Cảm ơn. Cảm ơn bà con nha. Rồi, tự nhiên nha. Cảm ơn. Dạ.